Chúc cho tiên đế, tiên hậu hạnh phúc trọn đời, tình duyên viên mãn. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là tiên hậu. Bổn đế cam kết với nàng, sẽ bảo vệ nàng cả đời. Chỉ cần ta có thể ở bên cạnh chàng, ta sẽ không quan tâm gì cả. Giờ lành đã tới. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Bổn tôn còn chưa tới. Tần Dũng Ma Tôn, giờ lành gì chứ? Ma Tôn to gan, hôm nay là đại hôn của tiên đế bệ hạ, ngươi dám đến đây làm loạn, không muốn sống nữa sao? Quỳ xuống nhận tội đi. Bạch Hổ yêu giới chí tôn, ta sẽ giữ lại nguyên thần cho ngươi. Một bầy run rế cũng dám hỗn láo với bổn tôn, biến đi. Lấy mạng Ma Tôn. Ma Tôn, ngươi muốn khiến ma tộc trong tam giới bị khai trừ vĩnh viễn sao? Ngươi nên biến mất là ngươi, không phải ta. Hôm nay bổn tôn sẽ tiêu diệt ngươi, thống nhất tam giới. Ngươi chán sống rồi. Phép thiên tượng điện, lấy mạng ngươi, cần gì phải phiền đến tiên đế. Ngọc Hân, tiên đế, không hổ danh là tiên đế tam giới, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng nếu ngươi không muốn tân nương xinh đẹp này bỏ mạng một cách đáng thương, thì mau giao Trảm Long kiếm ra đây. Tiên đế, không được. Trảm Long kiếm là tiên cốt của chàng chuyển hóa thành, nếu như bị tổn hại, đạo thân của chàng cũng sẽ tan vỡ. Chàng thân là tiên đế tam giới, hãy lấy an nguy của tam giới làm trọng trách. Mau giao Trảm Long kiếm ra. Tiên đế, không được giao cho hắn. Mạng của ta không đáng để làm vậy đâu. Nếu có kiếp sau, ta sẽ tiếp tục làm thê tử của chàng, chăm sóc chàng thật tốt. Mau lấy mạng Ma Tôn đi, mau thả thê tử ta ra. Nếu không tam giới không còn chỗ để ngươi dung thân đâu. Tiên đế, ngươi không đe dọa được ta đâu. Mau giao Trảm Long kiếm ra đây. Phim được dịch Thuyết Minh. Mau giao Trảm Long kiếm ra. Được, ta đồng ý với ngươi. Một tay giao người, một tay giao kiếm. Không, đừng mà. Ngọc Hân, nàng, Trần Bình, hôn lễ ngày hôm nay cũng là tang lễ của ngươi. Bái kiến nữ đế. Trần Bình, ngươi cho rằng bổn tôn muốn thống nhất tam giới, nhưng lại không ngờ là bổn tôn và các vị tiên đây đã đóng một vở kịch để lừa ngươi. Chủ nhân của ta mới là người đứng sau chỉ đạo. Chủ nhân đã tính kế ngàn năm, hôm nay đạt được mong muốn, trở thành tiên đế tam giới. Chúc mừng chủ nhân. Triệu Ngọc Hân, trận giao chiến tiên ma năm đó, ta bị trọng thương, ngươi đã dùng toàn bộ tu vi ngàn năm để cứu ta.
ta đã hứa với ngươi sẽ bảo vệ ngươi cả đời, nguyện ý vì ngươi mà làm mọi thứ. Sao ngươi lại đối xử như vậy với ta? Tại sao chứ? Tiên đế ơi là tiên đế, nhìn ngươi thật đáng thương. Ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật, để ngươi đi cũng có thể nhắm mắt. Trận giao chiến tiên ma năm đó, người cứu ngươi không phải là ta, mà là Ngọc Giao tiên tử. Ngươi nói cái gì? Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Hóa ra ngàn năm nay ta đã yêu nhầm ngươi. Triệu Ngọc Hân, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần. Kiếp sau đi nhé. Chỉ cần ta có được tiên hồn, có tiên cốt, tiên huyết, bổn thánh nhất định phải lấy được tu vi vạn năm của ngươi. Hãy để ta rút đi tiên huyết của ngươi. Ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào ngươi và đám run dưới kia là có thể lấy được sao? Những thứ thuộc về bổn đế, bổn đế tuyệt đối sẽ không để các ngươi đạt được. Nhất khí hóa tam thanh, mau, mau ngăn hắn lại. Ngày ta trở lại tiên giới, các nghịch thần đều phải đền tội. Hai mươi năm sau khi tiên đế vào nhân gian, tiên đế, chúng thần ở nhân gian tìm kiếm tiên huyết, tiên hồn, tiên cốt, đã hóa thành ba viên đế châu cũng được 20 năm rồi, nhưng vẫn mãi không có manh mối. Việc trở về tiên giới, sợ là sẽ lại xa vời vô định. Thần tài, ta vừa tính ra, hôm nay, sao trổi sáng chói, quý nhân đang đến. Cục diện của ta và ngươi sắp được giải quyết. Có phải là cô ấy không? Anh trai đạo sĩ, người ta nghe nói anh nổi tiếng gần xa, một người xem tướng qua xương cốt. Hãy bóp chân giúp người ta đi. Chân người ta có mịn hay không? Cố tam lưỡng, vận mạnh thấp hèn, vong ân bội nghĩa. Cô đi đi, cô không phải là người tôi đang tìm. Có anh mới là vận mạnh thấp hèn. Đồ thầy bói thối, sờ đùi bà đây xong liền muốn đuổi bà đi sao? Để tôi nói cho anh biết, nếu không có 100 ngàn thì chuyện này tôi không bỏ qua đâu. Tống tiền sao? Sao nào, sảm sỡ tôi xong còn không muốn đưa tiền nữa sao? Được rồi, tôi sẽ khiến danh tiếng của anh bị phá hủy. Dừng tay. Tô Thanh Thu, Ngọc Giao tiên tử. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim Châu Á. Cô là ai vậy? Dám can thiệp vào việc của tôi? Tiểu thư nhà tôi chính là thiên kim Tô gia Tô Thanh Thu, thị nữ của Tô Thanh Thu. Dựa vào cô mà cũng dám mạo phạm sao? Thế ra tu tiên Tô gia sao? Tô tiểu thư, thành thật xin lỗi, cái miệng của tôi đáng bị đánh. Cô đi đi. Vâng. Không thể ngờ Ngọc Giao vậy mà mang tiên huyết hóa thành đế châu của mình rồi chuyển kiếp. Mình đã bỏ lỡ nhân duyên này 1000 năm rồi, lần này mình sẽ không bỏ lỡ nữa. Kết hôn với tôi trong thời hạn 1 năm, số tiền này sẽ là của anh. Anh có đồng ý không? Tiểu thư,
Cái tên thầy bói này, chắc là cả đời anh ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nên mới thẫn thời một chỗ như thế. Tìm anh ta để kết hôn giả. Có ổn không đây? Yên tâm đi, chỉ là để đối phó với các vị trưởng bối thôi, làm cho có thôi, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Sau khi hoàn thành, nhất định sẽ hậu tạ. Được, tôi đồng ý với em. Ngọc Giao, kiếp này, tôi sẽ bảo vệ em. Bí cảnh tiên nhân sắp được mở ra. Con bé Thanh Thu đâu rồi? Tô gia chúng ta có thể nhân cơ hội này, dựa vào Lăng Thiên Kiếm Tông tiến vào trong bí cảnh. Tô Hoàng Kim, gia chủ Tô gia, giành được tiên quả tạo hóa, chấn hưng lại Tô gia hay không? Cuộc hôn nhân của Thanh Thu và Lâm Đạo chính là mấu chốt. Cũng không biết anh Lâm Đạo nhìn chúng Tô Thanh Thu ở điểm nào vậy? Tô Quỳnh Hương, nhị tiểu thư Tô gia, còn kém chị ta ở chỗ nào chứ? Cuối cùng con cũng về. Nhanh, mang theo sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với Lâm Đạo. Con không thể kết hôn với Lâm Đạo. Ý con là sao? Ba, con xin giới thiệu, Trần Bình là chồng hợp pháp của con. Và 10 phút trước, chúng con đã đi đăng ký kết hôn rồi. Nhảm nhí, con quả thật hồ đồ rồi. Thằng nhóc này là ai? Nó ở đâu chui ra vậy? Đây không phải là tên thầy bói thối ở trên phố sao? Tô Thanh Thu, não của chị bị hỏng rồi sao? Lăng Thiên Kiếm Tông, ngoài đứng sau Thiên Long Điện, cũng là tông phái đứng thứ hai. Nền tảng sâu rộng, lực lượng hùng mạnh, Lâm Đạo chính là tông chủ tương lai. Chị bỏ qua không cưới một thiếu chủ tiền đồ vô lượng như Lâm Đạo, để đi cưới cái tên lừa đảo ở giang hồ, đến cho thấy còn phải lắc đầu. Tô Thanh Thu, ba là ba con, cuộc hôn nhân của con ba quyết định, con bắt buộc phải cưới Lâm Đạo. Thằng nhóc này chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sao cậu ta so được với Lâm Đạo chứ? Thiếu chủ nhỏ bé của Lăng Thiên Kiếm Tông mà dám so sánh với tôi, đến cái gót chân cũng không bằng. Thay vì làm hài lòng Lâm Đạo, tốt hơn nên chọn tin tưởng tôi. Tô gia mà theo tôi thì sẽ trường tồn mãi mãi. Cười xỉu tôi rồi. Người không biết, còn tưởng anh tài giỏi thế nào. Hôm nay anh đến nhà chúng tôi, đủ để anh ra ngoài khoe khoang cả đời này rồi, còn trường tồn mãi mãi sao? Tôi khinh. Thanh Thu, em gái con cũng muốn cưới Lâm Đạo, nhưng con bé không có cơ hội, con nên trân trọng nó chứ. Bí cảnh đó phải mất hàng trăm năm mới mở ra một lần, là một cơ hội hiếm có. Con chỉ có thể cưới Lâm Đạo mới giúp con lấy được tiên quả, khiến Tô gia chúng ta trỗi dậy. Tiên quả trong bí cảnh, con sẽ tự lấy nó bằng khả năng của mình. Con cũng sẽ tự mình phục hưng lại Tô gia, không cần dựa vào Lâm Đạo. Con có tài năng, lại có thực lực, nhưng trong bí cảnh đó, dù sao cũng rất nguy hiểm. Con có biết có bao nhiêu người mất mạng trong đó không? Lâm Đạo là thiên tài yêu nghiệt, trong thế hệ trẻ này, cậu ta chính là người mạnh nhất. Ngoài ra còn có Lăng Thiên Kiếm Tông làm bệ đỡ. Con không dựa vào cậu ta thì dựa vào ai? Dựa vào thằng nhóc này sao? Cậu ta có thể cho con cái gì? Cậu ta chỉ có thể khiến con vướng bận, khiến con trở thành trò cười của thiên hạ. Bốn phương tụ hội, thần tiên phục tùng. Tôi là chủ nhân của thế gian này. Lăng Thiên Kiếm Tông nhỏ bé này là cái thá gì? Lâm Đạo có thể làm được, tôi cũng có thể làm được. Lâm Đạo không làm được cái gì, tôi vẫn có thể làm được cái đó. Vượt bí cảnh lấy tiên quả tạo hóa, chỉ cần tôi là đủ. Cái gì mà chủ nhân của thế gian chứ? Anh là cái thá gì, dám so sánh với anh Lâm Đạo? Được thôi, nếu cậu có thể lấy được tiên quả, tôi sẽ gả con gái tôi cho cậu. Cậu thấy sao? Thiên Long Điện bây giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Mau thoát thân đi. Lời hứa của tôi là giúp em lấy được quả tiên tạo hóa. Cầm tiền rời đi, không phải tốt hơn sao? Sao anh ta lại cố chấp như vậy? Đường Phong, là tà Phật Đường Phong, thiếu tông chủ của Vạn Phật Tông. Thương Quan Kinh Vũ, thánh nữ của thần quan Càn Khôn. Nghe nói rất thích lấy huyết khí mạnh mẽ của nam nhân để luyện thành lô đỉnh. Lâm Đạo, thiếu tông chủ của Lăng Thiên Kiếm Tông. Đây là Lâm Đạo, tiên tông thứ hai của tứ đại môn phái. Lâm Đạo, thiếu tông chủ của Lăng Thiên Kiếm Tông. Cậu ta là thiên tài yêu nghiệt, trăm năm có một của Lăng Thiên Kiếm Tông. Đúng vậy. Thanh Thu, đây là tấm lá chắn mà cô tìm được sao? Một kẻ thường dân không có chút tu vi. Lâm Đạo, anh tôn trọng người khác một chút. Anh ấy là chồng của tôi biết lâu nay cô vẫn luôn muốn chấn hưng Tô gia. Chỉ cần cô chịu lấy tôi, trở thành thiếu phu nhân của Lăng Thiên Kiếm Tông, có sự giúp đỡ của tôi, Tô gia chắc chắn sẽ vững mạnh trở lại.
đây là chuyện của Tô gia, không phiền Lâm thiếu gia bận tâm. Quả tiên của bí cảnh, tôi nhất định sẽ lấy được. Bí cảnh của tiên giới nguy hiểm trùng trùng, cho dù là tôi cũng không thể đảm bảo có thể an toàn lấy được quả tiên. Cậu không làm được, không có nghĩa là Thanh Thu không làm được. Có tôi ở đây, chắc chắn sẽ lấy được quả tiên. Dựa vào cậu mà cũng mơ lấy được tiên quả tạo hóa ở bí cảnh sao? Lần này bí cảnh ngẫu nhiên xuất hiện ở Thiên Long Điện, bí cảnh bị hư hại nghiêm trọng, chỉ người có thiên phú mạnh đến mức có thể đánh được thần hoàng trung mới có tư cách tham gia. Cậu không có tu vi, thiên phú cũng càng không, không đánh nổi thần hoàng trung thì không có tư cách tham gia, còn dám lớn giọng hứa sẽ giúp Thanh Thu lấy được tiên quả tạo hóa nữa, đúng là ngông cuồng. Lâm thiếu gia, tên Trần Bình này chỉ là một đạo sĩ bói toán vớ vẩn, khua môi múa mép thôi. Thanh Thu, cô thật sự chọn tên nhóc này làm trợ thủ cho mình, để đối thủ của bổn thiếu gia sao? Đáng tiếc, kiếp này hắn không thể đến được kỳ luyện khí đâu. Chỉ có cách chọn tôi mới có thể giúp được cô thôi. Bây giờ cậu chỉ mới đến kỳ trúc cơ thôi, tầm nhìn hạn hẹp, nhìn người khác như ếch ngồi đáy giếng, ngước mặt nhìn trăng. Hay lắm, thể hiện khả năng của cậu đi. Tốt nhất là hãy khiến bổn thiếu gia sợ té ra quần luôn. Trật tự. Bài khảo hạch tư cách tiên nhân của bí cảnh sắp được bắt đầu. Đây là vật quý của Thiên Long Điện, trưởng lão Thiên Long Điện, thần hoàng trung. Chỉ cần đặt tay lên chuông vận linh khí, khi thần hoàng trung điểm chuông được xem là qua vòng kiểm tra, sẽ có được tư cách tham gia. Bây giờ bài kiểm tra bắt đầu, để tôi lên trước. Không thông qua. Đường Phong, Thượng quan Minh Nguyệt đã đạt được tư cách bí cảnh. Quỳnh Hương, con lên thử đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Thần Hoàng Trung đã điểm, thông qua khảo hạch. Tên thầy bói kia không cần thử đâu, chắc chắn là không qua được bài kiểm tra thần hoàng trung đâu. Quan trọng là phải xem Lâm thiếu gia và Tô Thanh Thu. Tô Thanh Thu tuổi còn trẻ mà đã có tu vi bậc trúc cơ, không biết có thể khiến thần hoàng trung điểm mấy lần đây. Ba lần. Thiên phú của Tô Thanh Thu quả nhiên lợi hại, chẳng trách Lâm thiếu gia của Lăng Thiên Kiếm Tông lại để ý. Tiền đồ của Tô gia sáng rực rồi. Trung điểm ba lần, không hổ là người mà ta thích. Tài năng này mới xứng với bổn thiếu gia. Tên thầy bói kia, bổn thiếu gia để ngươi mở mang tầm mắt đây, mở to mắt ra mà nhìn, để biết thế nào là lợi hại. Trung điểm 5 lần. Lâm đạo không hổ là thiên tài yêu nghiệt. Nghe nói đại trưởng lão của Thiên Long Điện cũng chỉ điểm được 4 lần. Tên thầy bói Trần Bình kia cũng dám so bì thiên phú với Lâm đạo. Mơ đi. Đúng vậy, đã trăm năm rồi chưa có ai khiến thần hoàng trung điểm 5 lần liên tục, thông qua tư cách tham gia bí cảnh. Đây chính là sức mạnh của thiếu chủ Lăng Thiên Kiếm Tông. Sau này ắt sẽ thành tài. Là con rể tốt của tôi. Không hổ là Lâm thiếu gia. Anh ấy là người tôi thấy hợp làm anh rể nhất. Trần Bình, anh chỉ là tên vô dụng thôi, lấy cái gì để so với Lâm thiếu gia đây? Mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi đi. Thầy bói, nhìn thấy chưa? Cậu cũng xứng đấu với tôi sao? Không phải là tự cao lắm sao? Tới đi, để bổn thiếu gia xem cậu có thể khiến thần hoàng trung điểm mấy lần. Cho con nít thôi mà, cậu sợ rồi chứ gì? Thanh Thu, cô nhìn thấy chưa? Thiên tài yêu nghiệt này được 5 lần điểm chuông. Tên thầy bói thậm chí còn không dám thử.
sao mà xứng với cô được? Chúng ta mới là trời sinh một cặp. Không sao. Bớt bớt lại chút đi. Đừng có bất ngờ quá. Tên này không có chút tu vi, còn dám giễu cợt Lâm thiếu gia, cũng to gan lắm. Nhưng cũng phải xấu hổ thôi. Anh là cái thá gì mà dám khiêu khích Lâm thiếu gia? Đúng là thích chơi với lửa. Không đúng. Nếu không thông qua, phải bị thần hoàng trung hất tung mới đúng. Có vấn đề. Nhóc con, vẫn chưa bỏ cuộc sao? Dù cậu dùng hết sức bình sinh thì thần hoàng trung cũng không động đậy đâu. Cậu không có tư cách tranh giành cô ấy với tôi đâu. Mau cút đi. Ngoan nào. Không cần sợ bổn đế vậy đâu. Anh bị điên hả? Không ngờ lại đi nói chuyện với thần hoàng trung. Đứng đó vờ vịt cái gì? Anh mà giỏi như thế thì khiến thần hoàng trung điểm một lần đi. Vậy thì kêu vài tiếng đi. Không thể nào. Hoàn toàn không phát ra tiếng nào. Thiên phú không đủ. Thất bại mất rồi, thật nực cười. Nhóc này, ngay cả bài kiểm tra cũng không vượt qua được, mà còn nói muốn giúp Thanh Thu lấy được tiên quả tạo hóa sao? Đúng đó, giả vờ cả nửa ngày rồi, thần hoàng trung cũng không dung một hồi chuông nào. Còn không bằng tôi nữa. Anh như thế này, sao có thể so được với Lâm thiếu gia đây? Không biết tự lượng sức mình. Bây giờ thì cậu đã biết cậu buồn cười như thế nào rồi chứ. Thiên phú của thằng nhóc này thực sự quá kém. Thần hoàng trung đã có lịch sử hàng nghìn năm, sinh ra linh trí. Nó đang sợ tôi nên không dám kiểm tra tôi. Trần thí chủ, Bần tăng thực sự không nhịn nổi nữa. Thần hoàng trung là một thần khí, sao lại có thể sợ cậu được chứ? Đúng đó, tôi thấy anh căn bản không qua được bài kiểm tra. Chỉ vì chút lòng tự trọng đáng thương đó mà ở đây ăn nói lung tung, quả thực là đang làm trò cười cho thiên hạ mà. Cậu xem chúng tôi đều là đồ ngốc cả sao? Trưởng lão, thời gian của mọi người rất quý giá, không thể để cho thằng nhóc này ở đây làm loạn được. Xin ông hãy đuổi cậu ta ra ngoài đi. Đúng vậy, đuổi ra ngoài đi. Thằng nhóc không biết trời cao đất dày. Cút ra ngoài đi. Cho tôi 3 giây để trấn an thần hoàng trung một chút. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cho cậu 3 giây sao? Dù có cho cậu 3 ngày hay là 3 năm thì đã sao? Nếu như hôm nay cậu có thể khiến cho thần hoàng trung rung lên thì tôi sẽ kêu cậu một tiếng ông nội và quỳ xuống dập đầu 10 cái với cậu. Nếu như hôm nay anh có thể khiến cho thần hoàng trung rung lên thì tôi sẽ làm người hầu không công cho anh 1 năm. Mặc cho anh sai khiến, Đỗ Đông tôi cũng bằng lòng. Theo Lâm thiếu gia và Tô tiểu thư, cái đồ thầy bói thúi cậu. Nếu như có thể khiến cho thần hoàng trung kêu một tiếng, tôi sẵn sàng dập đầu 10 cái với cậu và gọi cậu một tiếng ông nội. Tạ nghĩa tôi cũng theo bọn họ. Thật hiếm có khi Lâm thiếu gia lại có hứng thú như vậy. Thượng quan Minh Nguyệt tôi cũng theo. Bần tăng Đường Phong cũng theo bọn họ. Tôi sẽ thành toàn cho mấy người. Còn không chịu phát ra tiếng nữa, ta sẽ tiêu diệt linh trí của ngươi. Đừng cố nữa đổ vô dụng. Hãy thừa nhận sự bất tài của cậu đi. Cậu không thể vượt qua bài kiểm tra thần hoàng trung được đâu. Cậu, có chuyện gì vậy? Mau nhìn thần hoàng trung kìa. Thần hoàng trung, làm sao thần hoàng trung có thể kêu chứ? Chẳng qua chỉ là dùng một hồi chuông mà thôi. So với 5 hồi chuông của tôi thì nó chả là gì cả. Sao có thể chứ? 3 hồi. 3 hồi thôi sao? Thần hoàng trung, rung lên cho tôi. 5 hồi. Như vậy là cậu ta có thiên phú giống như thiên tài Lâm đạo sao? Xem ra cái tên Trần Bình này không hề nói nhảm. Thần hoàng trung này thật sự sợ cậu ta. 5 hồi sao? Thiên tài xuất chúng. Là tại mắt tôi kém nên không nhìn ra. 6 hồi rồi. Là thiên tài tuyệt thế đó. Cái gì? 6 hồi chuông sao? Tên Trần Bình này lừa gạt chúng ta. Khả năng thiên phú của anh ta sao lại đáng sợ như vậy? Rốt cuộc Trần Bình là ai vậy? Khả năng thiên phú không ngờ lại mạnh hơn cả Lâm thiếu gia nữa. Thiên phú của anh ta đáng kinh ngạc như vậy.
làm sao có thể là một thầy bói bình thường được chứ? Bóng dáng này sao lại khiến mình có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Trần Bình, cơ thế mà lại xem thường cậu rồi. Có thể khiến thần hoàng trung dung sáu hồ chuông, cậu đủ tư cách trở thành đối thủ của bổn thiếu gia đấy. Cậu mà cũng xứng làm đối thủ của tôi sao? Lâm đạo, hôm nay tôi chỉ muốn cho cậu biết một chuyện. Tu vi của cậu, thiên phú của cậu, mọi thứ của cậu ở trước mặt tôi, nó không là gì cả. Sao cơ? Chín hồi sao? Đây đúng là thiên tài ngàn năm có một mà. Ngoại trừ người sáng lập Thiên Long Điện trong truyền thuyết thì đã hơn hàng ngàn năm rồi, không có ai có thể khiến cho Chu Dung chín hồi chuông cả. Người đàn ông này có chút thú vị đó. Thần Hoàng Trung đã dung chín hồi chuông. Các người có còn nhớ những gì đã nói lúc nãy không? Anh chẳng qua chỉ là một tên thầy bói thúi thôi, mà muốn bổn tiểu thư đây làm người hầu cho anh hả? Sao anh không đái một vũng rồi soi lại cái đức hạnh của mình thử xem anh có xứng không? Vốn dĩ tôi chỉ đùa thôi, thằng nhóc này lại tưởng là thật sao? Kêu chúng ta quỳ xuống gọi ông nội với một tên thầy bói sao? Nằm mơ đi. Thằng ngốc này cũng không tự xem lại xem bản thân mình là cái thá gì, một thầy bói thúi mà còn muốn lên mặt đòi hỏi sao? Tôi đây quả thật là đã xem thường thiên phú của cậu rồi. Nhưng vậy thì đã sao? Cậu vẫn là một kẻ yếu đuối, không có tu vi mà thôi, muốn tôi đây gọi cậu là ông nội sao? Nằm mơ đi. Có lẽ cậu đã nhầm lẫn gì rồi. Không phải là tôi không có tư cách, mà là cậu mới đúng. Mấy người không chỉ không đủ tư cách làm cháu của tôi, mà ngay cả tư cách quỳ xuống trước mặt tôi cũng không có. Còn cô, nhan sắc lẫn nhân phẩm đều rất kém cỏi, càng không xứng làm người hầu của tôi. Cô hiểu chưa? Anh, bí cảnh của tiên nhân sắp mở ra, tất cả những ân oán đến lúc đó mấy người tự mình giải quyết. Nếu có người gây chuyện ở Thiên Long Điện thì tất cả đều sẽ bị hủy bỏ tư cách vào bí cảnh tiên nhân. Coi như cậu ăn may. Trần Bình này, Lâm đạo là người có thù át báo, anh đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Lát nữa đợi đến khi bọn họ vào bí cảnh, anh mau chạy trốn đi. Yên tâm đi, trong bí cảnh tiên nhân, người phải chạy trốn là bọn họ mới đúng. Cứu tôi với, cẩn thận. Đây là cái gì vậy? Đáng sợ thật đó. Thí tiên vụ, tôi đã từng thấy qua nó trong bí kíp khám phá bí cảnh mà tổ tiên truyền lại. Bất cứ người thường nào tiếp xúc cũng đều bị nuốt chửng. May mà có lưu ly thất diệp phiến này, là khắc tinh của huyết dương. Tránh ra. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Lâm thiếu gia, vóc dáng của tôi cũng không kém chị tôi là bao, còn làm tốt hơn chị ta nữa. Nếu như chị ta không chịu gả cho anh, vậy thì để tôi gả cho anh nhé. Cô không tệ, tôi sẽ bảo vệ cô bình an. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đạo. Cảm ơn Lâm thiếu gia. Không hổ là Lâm thiếu gia, huyết xương này đáng sợ như vậy mà cũng bị anh thổi bay một cách dễ dàng. Lâm thí chủ, hành trình khám phá bí cảnh này tôi sẽ nghe theo cậu hết. Xin cậu hãy tiếp tục chiếu cố. Xin Lâm thiếu gia cũng chiếu cố tôi nhiều hơn. Lại đến rồi, mau đi thôi. Em không sao chứ? Tôi không sao. Đi thôi. Cây tiên luân hồi. Lâm thiếu gia, anh xem cái gì kìa?
là cây tiên luân hồi. Tứ đại tông môn phải mất mấy trăm năm để tìm cây tiên ở bí cảnh. Quả tiên luân hồi, người ta nói cây này 500 năm mới nở hoa một lần, thêm 500 năm mới kết quả. Có được tiên quả, có thể thay đổi bất kỳ thể lực nào để sở hữu tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể không chỉ tăng tốc độ tu hành của tu sĩ lên gấp trăm lần, mà còn có thể ngộ đạo. Một khi ngộ đạo thành công thì có thể đắc đạo thành tiên, trở thành người bất tử. Cho dù ngộ đạo thất bại, tiên quả cũng có thể kéo dài tuổi thọ của người đó lên 300 năm. Sự cám dỗ này không ai có thể cưỡng lại. Thảo nào tứ đại tông môn đều điên cuồng vì nó. Tiên quả là của tôi. Tránh ra, tiên quả đó là của tôi, phải là của tôi. Đây là uy lực. Đúng vậy, là uy lực của tiên đạo. Vào lúc tiên quả chín thì sẽ hình thành một bức tường uy lực tiên đạo cách 10 bước. Chỉ ai thực sự có đủ sức mạnh mới có thể vào trong đó lấy được tiên quả. Đây là một bài kiểm tra sinh tử. Nếu người thực sự không đủ sức mạnh mà vào trong đó thì sẽ tan thành mây khói. Tôi không vào địa ngục thì ai vào đây? Để Bần Tăng thử xem uy lực của tiên đạo này. Chỉ cần vượt qua được 10 bước của uy lực thì sẽ lấy được tiên quả. Không cần phải tự nộp mạng như vậy. Tu vi của ông ấy vốn không thể lấy được tiên quả đâu. Trên cây tiên luân hồi này có hơi thở của tiên cốt đế châu của mình. Chẳng lẽ tiên cốt đang ở trong cây tiên luân hồi này sao? Một người không có tu vi phải cần một người phụ nữ đưa đến đây, đúng là đồ vô dụng. Tên họ Trần kia còn không mau ngậm miệng lại đi. Đường Phong thiếu chủ chính là thiếu chủ của Vạn Phật Tông, từ nhỏ đã tu hành rèn luyện võ công, đau thương bất nhập từ sớm. Ông ấy một đời tu vi còn là kỳ đầu trúc cơ, chỉ đứng sau sức mạnh của anh đạo thôi. Anh là một thầy bói hôi hám, lại dám nghi ngờ ông ấy? Sao nào? Anh Trần Bình nghĩ tu vi kỳ đầu trúc cơ của Đường Phong không thể lấy được tiên quả sao? Anh chỉ là một tên thầy bói vô dụng, anh nghĩ mình có thể làm được sao? Thôi được rồi, để Bần Tăng lấy được tiên quả, cho thí chủ mở mang tầm mắt. Không hổ danh là thiên tài chỉ đứng sau anh đạo. Đổi lại người khác, một bước cũng là chuyện không thể rồi. Mới chạm vào đã tan thành mây khói. Ông ấy đã đi được hai bước rồi kìa. Không thể coi thường sức mạnh của Đường Phong. Có thể chịu được uy lực của tiên đạo. Bốn bước rồi, vẫn còn sáu bước nữa là có thể đi đến cây tiên, lấy được tiên quả rồi. Đường Phong này cũng được đó chứ. Thật đáng tiếc, theo như tôi vừa bấm ngón tay, đây đã là giới hạn của ông ấy rồi. Trần thí chủ, thí chủ nghĩ mình là ai cũng xứng để chỉ trỏ Bần Tăng sao? Tôi khuyên ông nên từ bỏ đi. Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Bước đi này của ông, nhẹ thì bị thương, nặng thì cả đời tu luyện của ông coi như đổ sông đổ biển. Trần thí chủ lại coi thường Bần Tăng như vậy, Bần Tăng sẽ cho cậu xem tôi lấy được tiên quả như thế nào. Đường Phong thiếu chủ đi được 5 bước rồi. Ông ấy đi thêm 5 bước nữa, vượt qua tiên đạo quy áp thì tiên quả này có thể dễ dàng lấy được rồi. Sức mạnh của Đường Phong thiếu chủ chỉ đứng sau Lâm Đạo, mà ngay cả Đường Phong cũng thất bại, vậy còn có ai có thể chịu được uy lực của tiên đạo lấy được tiên quả chứ? Tiên quả luân hồi này quả thật là thứ tốt, nhưng lại khó lấy quá. Phải đó, đợi Bần Tăng nghỉ ngơi một lát, nhất định sẽ xé Trần Bình ra thành từng mảnh. Đường Phong là ông tự thất bại, lại chút giận lên người Trần Bình. Người ta tốt bụng khuyên ông rồi, do ông không chịu nghe thôi. Nếu không phải cậu ta cứ nói chuyện khiến tôi mất tập trung, thì làm sao tôi có thể thất bại được? Để tôi đi cho. Tiên quả luân hồi, không một ai trong số các người ở đây đủ tư cách để lấy nó, bao gồm cả cậu nữa Lâm Đạo. Nếu cứ nhất quyết lấy nó,
cũng vậy thôi. Nhẹ thì bị thương, nặng thì một đời tu vi bị hủy hoại trong chốc lát. Trần Bình, anh bị điên rồi hả? Anh đạo của tôi là đệ nhất thiên tài, là những người đứng đầu trong kỳ giữa trúc cơ, là một người bất khả chiến bại từ khi còn trẻ. Còn anh chỉ là thầy bói, có tư cách để nghi ngờ anh ấy? Tôi thấy anh chán sống lắm rồi. Các vị, Trần Bình này quá đáng lắm rồi. Ngay cả Tô Quỳnh Hương tôi cũng không chịu nổi nữa. Sau này, tôi nhất định sẽ lấy mạng anh ta. Trần Bình, cậu hại Bần Tăng bị thương. Mạng của cậu, Bần Tăng sẽ lấy nó. Hay là nhường mạng của anh trai Trần Bình lại cho tôi đi. Một lô đỉnh tốt như vậy, không dễ tìm đâu. Lấy mạng Trần Bình, lấy mạng cậu ta đi. Các vị, không cần phải so đo với một tên vô dụng. Để cái mạng quèn lại cho cậu ta, để cậu ta mở to mắt mà xem rốt cuộc vị trí của mình nằm ở đâu. Không hổ danh là Lâm thiếu gia, mới đó đã đi được 6 bước đến cây tiên luân hồi. Giờ đi thêm 4 bước nữa, đưa tay ra là có thể hái tiên quả luân hồi rồi. Thầy bói xấu xa, anh đã nhìn thấy chưa? Đây chính là pháp lực của Lâm thiếu gia. Một thứ rác rưởi như anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Còn 4 bước nữa là đến cây tiên luân hồi. Lâm thiếu gia quả nhiên là người mạnh nhất trong chúng ta. Đây là thuốc tiên độc nhất của Lăng Thiên Kiếm Tông, Vân Lực Đan. Nó vô cùng quý giá, có thể gia tăng tu vi của người dùng trong thời gian ngắn. Tô Thanh Thu, chị đã nhìn thấy chưa? Đây là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Trần Bình này sao có thể so sánh với anh đạo được chứ? Đợi anh đạo lấy được tiên quả, sau khi có được tiên thiên đạo thể, Trần Bình anh ta ngay cả tư cách liếm ngón chân cho anh ấy cũng không có được nữa. Lấy được tiên quả sao? Cô cũng xem trọng cậu ta quá rồi. 9 bước đã là giới hạn của cậu ta. Nếu cứ cố chấp tiến đến, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mạng. Nhóc con, cậu cứ ở đó nói nhảm đi. Đợi tôi lấy được tiên quả, rồi sẽ đến lấy cái mạng quèn của cậu. Bá đạo kiếm ý. Quả nhiên chỉ có Lâm thiếu gia mới có thể lấy được tiên quả. Sau này ở giới tu tiên, danh tiếng của Lâm đạo sẽ lừng lẫy khắp nơi. Chỉ cần 100 năm là có thể lên tiên giới. Tốt quá rồi. Anh đạo đã bước đến bước thứ 10 rồi. Sau khi anh ấy lấy được tiên quả, sẽ đắc đạo thành tiên. Tôi sẽ là vợ của thần tiên. Trần Bình, không phải anh nói anh đạo không thể lấy được tiên quả sao? Thế nào hả? Bây giờ tự vào mặt rồi phải không? Lâm đạo cậu ta không trụ nổi 3 giây đâu. Anh nói vớ vẩn gì thế hả? 3 2. Anh có thôi đi chưa? Anh đạo ơi, anh Lâm đạo, anh không sao chứ? Tôi không sao. Uy lực của tiên đạo lại kinh khủng như vậy, nếu không có linh đan này, tôi đã sớm mất mạng rồi. Chỉ là trái tiên quả này chỉ có thể nhìn chứ không lấy được. Tôi không cam tâm. Lần luân hồi của cây tiên này đã sớm khô héo vào 100 năm trước rồi. Bởi vì tiên lực tôi dồi dào, mới một lần nữa ngừng tụ lại ra một tiên quả luân hồi. Cho nên trái tiên quả này chỉ có tôi mới lấy được. Trần Bình, sao có thể nói lung tung như vậy? Đang chọc cười tôi sao? Nếu Trần Bình anh là tu sĩ có tu vi thâm hậu thì tôi sẽ nửa tin nửa ngờ đấy. Nhưng anh chỉ là một thuật sĩ giang hồ, anh nói những lời này không sợ bị người ta cười nhạo sao? Chỉ có cậu mới lấy được sao? Nực cười. Một kẻ ăn hại không có chút tu vi nào mà cũng có vọng tưởng muốn lấy tiên quả, mơ mộng hão huyền. Anh cũng không tự soi lại bản thân có đủ tư cách hay không? Ngay cả thiếu chủ Đường Phong và Lâm đạo còn làm không được, anh có thể làm được gì? Không phải anh muốn giúp Tô Thanh Thu đi hái tiên quả sao? Tiên quả ở ngay trước mặt kìa. Anh đi đi chứ. Tôi thấy anh chưa bước nổi một bước là đã bay màu rồi. Anh đừng đi. Mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Tôi đã hứa sẽ lấy được tiên quả cho em, thì nhất định sẽ lấy được.
Vừa mới khen anh đã nở mũi rồi. Được, mau làm đi, bổn cô nương nhường đường cho anh đây. Anh mau làm đi, chỉ cần anh không sợ mất mạng dưới uy lực của tiên đạo thì cứ việc đến. Uy lực của tiên đạo chỉ là do một tia tiên khí của tôi ngưng tụ mà thành. Các người có thể sợ hãi, nhưng tôi thì không. Thanh Thu, tôi cần mượn tiên huyết đế châu trong cơ thể em để dùng. Trần Bình, anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi đoán anh bây giờ đang rất sợ hãi, nhưng vì tôn nghiêm mà phải giả vờ như không có gì. Sợ là anh cũng không biết mình mất mạng từ khi nào. Trần Thế Chủ, cậu tự tìm đường xuống địa ngục. Bần Tăng cũng đỡ phải ra tay. Anh trai đây mà mất mạng cũng thật đáng tiếc. Nô gia còn muốn trải qua đêm xuân với anh mà. Trần Bình, đừng đi. Uy lực của tiên đạo anh không chống lại được đâu. Tôn nghiêm không đáng giá, nếu mạng cũng mất rồi thì không còn gì. Ta chính là kẻ duy nhất vĩnh hằng bất diệt. Ta vừa là tiên, ta vừa là đạo. Ngươi chỉ là do một tia tiên khí của ta ngưng tụ mà thành, cũng dám chống cự với ta sao? Bóng lưng này trông quen quá, hình như đã thấy ở đâu đó. Phá! Đồ ngốc! Tưởng mình là đại năng tu tiên thật sao? Còn muốn phá vỡ uy áp của tiên đạo nữa? Đừng nói là tôi, cho dù là lão tổ có đến cũng không có cách nào đối phó với uy áp của tiên đạo. Cậu thì là cái thá gì chứ? Đúng vậy, uy áp của tiên đạo khủng khiếp cỡ nào? Chỉ dựa vào một thuật sĩ giang hồ như anh cũng có thể phá được uy áp tiên đạo sao? Nếu như anh thật sự phá được, tôi sẽ gọi anh là ba luôn được không? Cái gì? Sao cơ? Thật sự phá được rồi? Không cần phải gọi ba đâu. Vài vế lộn xộn lắm. Không thể nào như vậy. Uy áp của tiên đạo, nhưng mà tiên quả được hình thành vào lúc chín muồi, chỉ dựa vào một thuật sĩ giang hồ như anh, sao anh có thể phá vỡ uy áp của tiên đạo được chứ? Cậu vậy mà mạnh hơn tôi sao? Tôi không chấp nhận. Tôi không thể chấp nhận. Điều này làm sao có thể chứ? Phá vỡ uy lực của tiên đạo, tên Trần Bình này chắc chắn đã che giấu tu vi. Tên Trần Bình này là một biến số mà, không thể chọc giận. Đại ca Trần, là chúng tôi có mắt như mù, trước đây đã xúc phạm anh, xin đừng tính toán với chúng tôi. Đúng vậy, Trần Bình, trước đây tôi không cố ý chế nhạo anh đâu. Là một người đàn ông, anh sẽ không tính toán với một người phụ nữ như tôi chứ? Các người đó, tôi chưa bao giờ để ý đến các người cả. Cậu giả vờ cái gì vậy? Cậu căn bản là không hề vào được uy lực của tiên đạo, thì làm sao có thể phá được uy lực của tiên đạo chứ? Anh Lâm Đạo, ý của anh là sao? Rất đơn giản, cậu ta chỉ là một tên tay mơ, căn bản là không phá được uy lực tiên đạo. Là do uy lực tiên đạo không biết đã xảy ra vấn đề gì mới biến mất. Cậu ta chỉ chó ngáp phải rồi thôi. Thì ra là vậy. Lúc nãy tôi cố ý chế nhạo anh đó, tên rác rưởi nhà anh. Xin lỗi một tên rác rưởi như vậy, nghĩ đến cũng thấy buồn nôn. Thanh Thu, tôi sẽ hái tiên quả cho em. Tiểu tử to gan. Lão Phu chính là lão tổ đời thứ hai của Lăng Thiên Kiếm Tông. Lão tổ đời thứ hai Lăng Thiên Kiếm Tông. Cây tiên luân hồi này chính là vật của Lăng Thiên Kiếm Tông. Nếu ngươi dám động vào tiên quả, lão Phu liền diệt môn ngươi. Con cháu Lâm Đạo bái kiến lão tổ. Hóa ra ngươi là hậu duệ của Lăng Thiên Kiếm Tông. Lúc trước lão Phu ở trong bí cảnh bị thương nặng, khó rời khỏi đây, liền hòa nhập vào trong tiên thuật, chờ đợi nhiều năm, luôn luôn nghĩ đến một có thể tự tay đem tiên quả này gửi đến tay con cháu của Lăng Thiên Kiếm Tông ta. Cảm tạ lão tổ. Tên kia, dựa vào cậu mà dám lấy tiên quả sao? Lão tổ đời thứ hai Lăng Thiên Kiếm Tông ở đây. Tiên quả là của tôi,
Cây tiên luân hồi này từ khi nào trở thành vật của Lăng Thiên Kiếm Tông vậy? Thứ mà Lăng Thiên Kiếm Tông nhìn thấy khác sẽ là của Lăng Thiên Kiếm Tông. Ngươi là cái quái gì vậy? Nếu không muốn mất mạng thì mau cút xéo cho ta. Tôi đã để mắt đến Lăng Thiên Kiếm Tông thì Lăng Thiên Kiếm Tông sẽ là của tôi. Cây tiên quả luân hồi này cũng là của tôi. Tránh đường đi, tôi phải đi lấy tiên quả. Tiểu tử, trước mặt lão tổ của tôi còn dám kiêu ngạo như vậy, đúng là chán sống rồi. Vậy sao? Theo như tôi thấy, ông ta chỉ là một con sâu đáng thương, sống lầy lắt trong cây tiên luân hồi mà thôi. Có gì mà đáng sợ? Nói hay lắm. Bao nhiêu năm qua, ngươi là kẻ điên đầu tiên dám khiêu khích lão phu. Lão phu hôm nay sẽ lấy mạng ngươi. Bị hạ gục bởi lão phu cũng coi như là phúc đức ba đời của ngươi. Trần Bình, anh thực sự đã ăn gan hùm uống mật gấu rồi đúng không? Ngay cả lão tổ của Lăng Thiên Kiếm Tông mà anh cũng dám đắc tội. Lần này anh có toi đời cũng đáng. Thưa tiền bối, Trần Bình không cần tiên quả này nữa. Vừa rồi anh ấy có thái độ bất kính với ngài, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ngài. Xin ngài hãy tha cho anh ấy một mạng. Ngươi là cái thá gì mà còn dám ra mặt cầu xin ta? Lão tổ, cô ấy là người phụ nữ con thích. Thanh Thu, đừng trách bổn thiếu gia không nói cho cô biết. Thằng vô dụng này có thể không phải mất mạng, nhưng mà cô phải trở thành người phụ nữ của tôi. Như vậy thì lão tổ mới có thể tha cho cậu ta một mạng. Nếu như ngươi là cháu dâu của Lăng Thiên Kiếm Tông chúng ta, vậy thì ta sẽ nể mặt của ngươi, tha cho thằng nhóc này một con đường sống. Một mảnh hồn tan nhỏ bé mà muốn xử tôi sao? Ông còn chưa đủ tư cách đâu, còn dám sỉ nhục lão tổ nhà chúng tôi. Cậu chán sống rồi. Trần Bình, đừng nói nữa. Lâm Đạo, tôi sẽ không đồng ý với anh đâu. Nếu như anh muốn liều mạng thì tôi chiều anh đến cùng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đừng phí lời nữa, tiễn thằng nhóc này lên đường rồi. Thì ngươi vẫn phải làm cháu dâu của ta thôi. Trần Bình này, tiền bối đã ra tay thì ai cũng đừng hòng sống. Lần này anh toi đời chắc rồi. Kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Chuyện này sao có thể chứ? Trần Bình ngay cả một chút tu vi cũng không có, tiền bối xuất chiêu, làm sao anh ta có thể chặn được vậy? Không thể nào, kiếm khí của ta uy lực như thế, sao cậu ta có thể dễ dàng tiếp chiêu? Năng lực tầm thường này mà muốn tổn thương tôi thì còn lâu mới được. Cái gì? Phá giải rồi sao? Đây. Không ngờ anh ấy lại có sức mạnh lớn như vậy. Đến lượt ông tiếp một chiêu của tôi rồi. Nếu không lên đường thì cũng đủ để ông khoe khoang cả đời đó. Người muốn lấy mạng ta sao? Mơ mộng hão huyền. Trần Bình, không ngờ là anh vẫn còn giấu chút thực lực này. Nhưng còn lâu mới đủ nhé. Chắc chắn là tiền bối cảm thấy lấy mạng anh không cần phải dùng hết sức, cho nên anh mới có thể sống sót. Lần này anh đã chọc giận tiền bối, anh toi đời chắc rồi. Lão tổ, xử cậu ta đi. Được, lần này ta sẽ không nương tay nữa. Một chiêu, tiễn người lên đường. Tiền bối đã nghiêm túc. Trần Bình, không còn đường sống nữa rồi. Trần Bình, mặc dù anh có thực lực, nhưng dù gì thì ông ta cũng là lão tổ của Lăng Thiên Kiếm Tông, không nên đụng vào đâu. Mau đi thôi, em yên tâm. Nhất kiếm diệt thế. Lão tổ, cái gì chứ? Không, không thể nào. Cậu chỉ là một thằng vô dụng. Cậu có năng lực gì mà lấy mạng lão tổ của tôi? Tuyệt đối không thể nào. Nhất định là do cậu đã giở trò. Vậy cậu có muốn thử một chút không? Sức mạnh của Trần Bình không ngờ lại mạnh như vậy. Lần này quả tiên chắc chắn sẽ rơi vào tay anh ta. Nếu mình có thể lấy lòng anh ta để lấy được quả tiên, như vậy thì tương lai của mình sẽ vô cùng rộng mở. Trần Bình, trước đây là tôi có mắt không tròng, trách nhầm anh rồi. Xin anh đừng để bụng chuyện nhỏ nhặt này. Anh hãy tha thứ cho em gái nhé. Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy anh
thì tôi đã thích anh rồi. Chỉ vì anh là anh rể của tôi, vì tôi ghen, cho nên tôi mới đối xử với anh như thế. Sau khi ra khỏi bí cảnh, tôi sẽ hầu hạ anh thật tốt nhé. Tô Quỳnh Hương, chị trừng mắt với tôi làm gì? Chỉ cần anh Trần đồng ý thì tôi cũng có thể làm vợ của anh ấy. Hai người đang làm cái quái gì vậy? Lâm thiếu gia, xin lỗi nhé. Chim tốt chọn cây mà làm tổ. Nhược thủy 3.000 năm, tôi chỉ lấy một phần nhỏ thôi. Tô Quỳnh Hương, đời này ngoài Thanh Thu ra, tôi sẽ không yêu ai khác. Bỏ cái tâm tư này của cô đi. Muốn làm người phụ nữ của tôi, cô vẫn chưa đủ tư cách đâu. Anh, mặc dù thực lực của Trần Bình khiến mình phải mở rộng tầm mắt, nhưng mà anh ta đã đắc tội với nhiều người như vậy còn không có kẻ chống lưng. Trước mặt tam đại tông môn giống như là một con kiến. Quả tiên này cũng đã không giữ được rồi. Xem ra tương lai của mình vẫn nên theo bên cạnh Lâm Đạo thôi. Trần Bình, anh thật sự không biết tốt xấu. Anh cho rằng anh đắc tội với tam đại tông môn rồi thì anh có thể dễ dàng rời khỏi đây sao? Anh Đạo ơi, cái tên Trần Bình này ở trước mặt anh chả là cái thá gì cả. Lúc nãy tôi chỉ vì giúp anh lừa anh ta lấy tiên quả mới buộc phải làm như vậy. Anh không được giận tôi đâu đó. Thì ra là vậy sao? Tôi đã trách nhầm cô rồi. Trần Bình, hôm nay cậu đã đắc tội với Thần Quan Càn Khôn, Vạn Phật Tông và Lăng Thiên Kiếm Tông. Kết cục đã được định đoạt. Mau cút đi, nếu không sẽ khiến cậu ra đi thê thảm đấy. Cặn bã, dám khinh thường tôi sao? Tiên quả là báu vật của Lăng Thiên Kiếm Tông. Bỏ xuống cho tôi. Từ nay về sau, số phận của em sẽ do em quyết định. Tô gia cũng sẽ vì em mà thành công rực rỡ. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Tiên khí lại nồng đậm như vậy. Đây là thứ gì vậy? Tiên cốt của mình quả nhiên ở đây. Nhưng mà hình như có chút vấn đề. Có tiên khí. Thanh kiếm này là bảo vật cực kỳ hiếm. Thanh kiếm này xuất hiện trong bí cảnh tiên nhân. Chẳng lẽ là phi kiếm của tiên nhân? Tiên kiếm huyền thoại trong truyền thuyết. Trong ghi chép phá bí cảnh của các lão tổ Lăng Thiên Kiếm Tông để lại, cũng không có ghi chép về thanh kiếm này. Nhưng tôi thấy nó tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ, nhất định không tầm thường. Tựa như vạn vật đều bị thuần phục, vạn vật trên đời không ai chịu nổi một kiếm. Thanh kiếm này là tiên kiếm. Nếu có thanh kiếm này trong tay, cả thế giới này còn ai dám đối đầu chứ? Tiên kiếm là của tôi, không được cướp. Của tôi. Lâm Đạo, anh không sao chứ? Nhiều người như vậy
hồn cốt, tiên cốt của Trần Bình là kiếm linh. Hôm nay ta có thể ăn một bữa lớn, hút lấy huyết khí của các ngươi, vừa hay để ta hồi phục lại tu vi. Không thể ngờ, tiên cốt lại sản sinh ra một trí tuệ độc lập. Thực lực của kiếm linh này vô cùng mạnh, có thể lay chuyển đất trời. Nếu có thể hàng phục nó, trên trời dưới đất không ai hạ gục được. Để Bần Tăng suy nghĩ một chút, làm thế nào để hàng phục kiếm linh này? Đừng nghĩ nữa, các người lùi lại đi. Kiếm linh này không phải thứ các người có thể hàng phục. Tên Trần Bình kia, Bần Tăng đã chịu đựng cậu lâu rồi. Nếu cậu không câm miệng, Bần Tăng sẽ lập tức siêu độ cho cậu. Trần Bình, cậu chỉ là một kẻ vô dụng. Dựa vào cái gì mà kêu tôi lùi lại? Dựa vào thanh kiếm này là tiên cốt của ta hóa thành. Dựa vào ta chính là tiên đế tối thượng của tam giới, đứng trên đỉnh chúng tiên, kiêu hãnh giữa nhân gian. Có Trần Bình như có tiên. Hôm nay bổn đế sẽ hòa nhập với tiên cốt, khiến chúng sinh thần phục, quy phục tam giới. Hóa ra lại là hắn. Trần Bình, cho anh chút mặt mũi, anh liền được nước lấn tới phải không? Để có được tiên kiếm, không ngần ngại bịa ra chuyện vô lý như vậy. Anh thật sự muốn chọc cười mọi người sao? Danh con như cậu cũng dám xưng tiên đế, không tự lượng sức mình. Mọi người ở đây không cách nào lấy được tiên kiếm. Anh là kẻ vô dụng, chỉ biết giả vờ kiêu ngạo, cũng xứng lấy sao? Đúng vậy, cậu là tiên đế cái gì? Có bản lĩnh thì hàng phục kiếm linh, rồi lấy tiên kiếm chém mọi người đi. Phải, có bản lĩnh thì thuần phục kiếm linh, rồi dùng tiên kiếm chém chúng tôi đi. Trần Bình, tôi nghĩ là anh vừa bước lên sẽ bị kiếm linh chém mất mạng đấy. Sợ rồi phải không? Nếu sợ rồi thì đừng ở đây phách lối nữa. Nhanh biến chỗ khác. Tiên cốt của bổn đế hóa thành một sợi linh trí, có gì phải sợ? Được thôi, nếu các người muốn mất mạng, vậy ta sẽ giúp các người một tay. Trần Bình, đừng bốc đồng. Loại kiếm linh này không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Lòng tham vô đáy, mất mạng thì không đáng chút nào. Thanh kiếm này tôi nhất định phải có. Nhưng mà tôi phải dựa vào em để lấy kiếm. Dựa vào tôi? Nhưng tu vi của tôi còn không cao bằng Lâm Đạo, tôi giúp anh thế nào chứ? Trần Bình, tôi còn tưởng anh giỏi cỡ nào, không ngờ cuối cùng vẫn phải dựa vào Tô Thanh Thu. Anh có còn là đàn ông không? Quả nhiên là đến đây làm trò cho mọi người. Trần Bình, anh không phải là tiên đế sao? Tiên đế? Cậu ta cũng xứng hả? Tự mình rước nhục. Tô Thanh Thu, cô có thể giúp cậu ta. Bổn thiếu gia muốn xem thứ rác rưởi này làm sao có thể lấy được tiên kiếm. Thanh Thu, xin lỗi em. Trần Bình, dám hôn người của tôi sao? Cậu chán sống rồi, Trần thí chủ. Cậu nói về việc hàng phục kiếm linh, lại dở cho thế này sao? Cậu thật là một người tài giỏi. Trần Bình, anh vẫn nên cùng tôi về nhà đi. Lô đỉnh song tu, tôi chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng. Trần Bình, anh có tỉnh táo không vậy hả? Anh tưởng hôn Tô Thanh Thu là có thể đánh bại kiếm linh, lấy đi tiên kiếm sao? Anh đừng mơ mộng hão huyền nữa. Tiên huyết đế châu vậy mà nằm trong người phụ nữ này, muốn hàng phục ta sao? Vậy ta sẽ nuốt ngươi. Trần Bình, kiếm linh phẫn nộ rồi, cậu tiêu chắc rồi. Trần Bình, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh đó. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á.
Cảm ơn. Nước ta sao? Ngươi cũng chỉ là hồn cốt được tạo ra từ quán niệm. Trong lúc ta luyện nhất khí hóa tam thanh, trong 3 giây, hoặc là nhập vào ta, hoặc bị phá hủy. Tu vi hiện tại của ngươi chưa tới 1/10, hoàn toàn không có khả năng tiêu diệt ta. Mà ta thì có thể nuốt được ngươi. Thật đáng tiếc, ngươi chọn nhầm rồi. Sức mạnh này thật kinh khủng. Không ngờ lại khiến cho bí cảnh có dấu hiệu sụp đổ. Đây không phải là thứ mà anh có thể chống lại được đâu. Mau chạy đi. Uy lực của kiếm linh kinh khủng như vậy, Trần Bình không còn đường thoát nữa rồi. Tô Thanh Thu, chị tìm một cái lá chắn, đến cuối cùng thì cũng vì sự kiêu ngạo của bản thân mà sắp phải lên đường rồi này. Cứ để cho Trần Bình và kiếm linh đấu với nhau đi. Đợi đến khi linh khí của kiếm linh kiệt quệ thì chúng ta sẽ ra tay chinh phục kiếm linh, đạt được bảo vật. Ba người các người có bằng lòng giúp tôi không? Anh Đạo ơi, cách này của anh thật tuyệt vời. Tô Quỳnh Hương, bằng lòng giúp anh. Nêu ra bằng lòng giúp đỡ Lâm thiếu gia, Bần Tăng cũng bằng lòng giúp đỡ. Bây giờ ngươi chỉ tồn tại trên danh nghĩa thôi, căn bản không phải đối thủ của ta. Có tư cách gì mà muốn ta dung hợp với ngươi chứ? Hôm nay ta sẽ phong ấn ngươi lại. Chờ đến khi ta dung hợp tiên hồn và tiên huyết thì ta sẽ là ngươi. Một mảnh hồn cốt mà cũng dám làm bậy sao? Lâm Đạo, Đường Phong, Thượng Quan Minh Nguyệt, mấy người không phải một lòng muốn lên đường sao? Có gan thì cứ xông lên đi. Quả thực là tôi không ngờ tới cậu có thể đánh bại kiếm linh. Đáng tiếc là linh lực cũng cạn kiệt rồi. Đừng giả vờ nữa. Giao tiên kiếm và tiên quả ra thì tôi sẽ tha cho cái mạng cún của cậu. Đúng, giao tiên kiếm và tiên quả ra. Tuy rằng tôi không thể có được nó, nhưng có thể có quan hệ tốt với Lâm thiếu gia cũng là một chuyện tốt. Linh khí của cậu đã cạn kiệt, đối đầu với ba người chúng tôi căn bản là không có cơ hội chiến thắng. Chị gái tốt của tôi ơi, sao chị không tìm một người đàn ông có địa vị đi chứ? Anh Đạo của tôi là người có Lăng Thiên kiếm tông chống lưng, còn cái tên Trần Bình này, anh ta cho dù thực lực mạnh hơn đi nữa thì có ích gì, ngay cả sách dép cho anh Đạo cũng không xứng nữa. Tôi khuyên chị hãy kêu anh ta ngoan ngoãn giao tiên kiếm và tiên quả ra đi. Kẻ thấp hèn như anh ta căn bản không có tư cách sở hữu bọn chúng. Chị hiểu chưa? Trần Bình, trong suốt thời gian qua anh luôn giúp đỡ tôi rất nhiều. Cũng bởi vì tôi nên mới vào bí cảnh này. Tôi sẽ không để anh mất mạng đâu. Anh mau đi đi. Thanh Thu, nếu không giao tiên quả và tiên kiếm ra thì chúng ta vẫn còn đường sống. Một khi giao ra rồi thì chúng ta đừng hòng sống nữa. Thanh Thu, không hổ là người phụ nữ tôi thích, thông minh lắm. Nhưng mà Trần Bình còn có thể chạy đi đâu nữa đây? Ra tay đi, lấy mạng hắn cho tôi. Muốn lấy mạng anh ấy thì bước qua xác tôi trước đã. Ba con sâu bọ, chỉ cần một nhát kiếm là xong. Anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Thực lực của ba người bọn họ rất mạnh, hai người chúng ta không thể đánh bại họ đâu. Nhận một kiếm của tôi, nếu vẫn còn giữ được mạng thì các người sẽ có cơ hội làm việc cho tôi. Tôi đợi đến nơi rồi mà còn mặt dày nói khoác, nộp mạng đi. Sự sỉ nhục ngày hôm nay, hôm khác tôi sẽ bắt cậu phải trả gấp trăm lần. Cậu đợi đó cho tôi. Pháp bảo hộ thân sao? Có chút thú vị đó. Nhận một kiếm của tôi mà vẫn còn sống, xem như mạng cậu lớn. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ lấy cái mạng cún của cậu. Trần Bình anh ấy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại đồng ý làm lá chắn cho mình.
rốt cuộc là anh ấy có mục đích gì? Chuyện này là... chỉ vừa chớp mắt thôi. Rốt cuộc anh là quái vật gì vậy? Một kiếm đánh bại ba vị trúc cơ cường giả. Lâm Đạo nhờ vào pháp khí hộ thân cứu mạng mình. Trần Bình này chẳng lẽ là kim đan cường giả sao? Người như vậy, chúng ta không thể chọc vào được đâu. Trần đại ca, chúng tôi biết sai rồi. Tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi đi. Anh rể ơi, tôi nhất thời bị quỷ ám nên mới đối xử với anh như vậy. Anh tha cho tôi, tha mạng cho tôi nhé. Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi sẽ rửa chân cho anh, giặt đồ cho anh, làm người hầu của anh luôn cũng được. Chị ơi, chị giúp em cầu xin anh rể có được không? Em không muốn toi đời đâu, em không muốn đâu. Cầu xin anh, tôi cũng không muốn lấy mạng của cô. Nể tình cô là em gái của Thanh Thu, tôi sẽ tha cho cô một mạng. Mau biến đi. Cảm ơn anh rể. Sau khi tiền cốt dung hợp, bí cảnh này không chịu nổi sức mạnh của tôi nữa. Sắp sụp rồi. Chúng ta đi thôi. Phim được dịch tiên giới và lồng tiếng tại phim châu Á. Hơi thở của tiên cốt. Sau 20 năm cách trở, Trần Bình cũng đã dung hợp tiên cốt rồi. Nếu không phải là tiên giới hạ phàm, phải trả cái giá quá lớn, thì Trần Bình ngươi liệu có thể sống đến bây giờ sao? Nhưng mà cũng không muộn đâu. Hãy để bổn đế mượn tay Trần Bình ngươi, cướp đoạt hết tu vi vạn năm của ngươi. Kiếm tiên có đây không? Kiếm tiên, lão tổ của Lăng Thiên Kiếm Tông. Tiểu tiên tham kiến nữ đế. Người hãy lập tức hạ phàm, lấy mạng Trần Bình, đoạt lại tiên cốt. Sau khi việc thành công, sẽ có phần thưởng xứng đáng. Tân mạnh Trần Bình, khi chúng ta gặp lại nhau, cũng là ngày ngươi hồn phi phách tán. Thanh Thu, tiên quả luân hồi sẽ khiến cho thể chất của em thay đổi thành đạo thể tiên thiên. Quá trình này sẽ vô cùng đau đớn. Em phải vứt bỏ tạp niệm của mình, giữ vững lòng tin, có biết không? Được. Không ổn. Đây là tạp niệm dục vọng. Đây là khảo nghiệm của tiên quả luân hồi đối với Thanh Thu. Không qua được thì linh hồn tiêu tán. Trần Bình, tôi muốn sau khi luyện hóa tiên quả xong, tu vi của Thanh Thu chỉ cách kỳ kim đan gần ngay trước mắt. Đến lúc đó cố gắng không làm tổn thương Thanh Thu, lấy tiên huyết đế châu ra. Ngày hôm qua em cũng không la to đến vậy. Anh mới là người la to. Em yên tâm, anh vẫn chưa làm gì em cả. Anh chỉ giúp em cởi quần áo thôi, giúp em triệt tiêu hoàn toàn tạp niệm dục vọng trong cơ thể em. Tu vi của em đã đột phá đến kỳ trúc cơ rồi. Nội y của em là do anh cởi luôn sao? Em nhớ không rõ lắm chuyện phát sinh ngày hôm qua. Anh giúp em nhớ lại đi. Chuyện này, thánh chỉ đến Thiên Kim Tô Gia Tô Thanh Thu đến nhận thánh chỉ. Đại trưởng lão,
Thanh Thu, nhanh, nhanh hành lễ với đại trưởng lão đi. Đại trưởng lão Thiên Long Điện. Không cần, tôi chỉ đến để thông báo một điều. Thiên Long Điện mời toàn thiên hạ đến dự vạn long yến. Đến lúc đó, tổ sư gia của Thiên Long Điện sẽ công khai tuyên bố Thiên Kim Tô Gia Tô Thanh Thu sẽ trở thành thánh nữ Thiên Long Điện. Cái gì? Xin chúc mừng, thánh nữ. Ăn mừng cho xứng đáng đi, tôi phải đi rồi. Kính tiễn đại trưởng lão. Có phải Tô Thanh Thu quá may mắn rồi phải không? Không chỉ trở thành thánh nữ của Thiên Long Điện, đến lúc đó tổ sư gia của Thiên Long Điện còn giới thiệu chị ấy trước công chúng nữa. Vậy Tô Thanh Thu sau này sẽ nổi tiếng khắp mọi nơi rồi. Thông cáo với thiên hạ, vạn long yến vừa mở, tất cả đều sẽ biết. Vậy Tô gia ta sẽ nổi tiếng muôn nơi. Hai trăm năm qua, Thiên Long Điện vì sắc phong cho Tô Thanh Thu làm thánh nữ Thiên Long Điện mà đã tổ chức vạn long yến tại Sơn Trang Tiên Long thêm một lần nữa, mời gọi rộng rãi các tu sĩ trên khắp thiên hạ, gây chấn động khắp mọi nơi. Người ta nói rằng tổ sư sáng lập ra Thiên Long Điện, vị tiên quân đó đã sớm bay lên thiên giới rồi, sắp thi triển phép thuật để triệu hồi thần khí của Thiên Long Điện. Bia đá chấn điểm hôm nay sẽ khắc tên thánh nữ Tô Thanh Thu. Đây là niềm vinh dự lớn lao nhất của Tô gia đó. Hơn nữa còn nghe nói cái bia chấn thần này mang trong mình sức mạnh của tạo hóa. Lúc tên của vị tiên quân được khắc lên tấm bia chấn thần, nếu có thể cảm nhận được một chút sức mạnh của thiên đạo từ đó, vậy thì chúng ta có cơ hội tiến gần hơn một bước đến con đường làm tiên rồi. Tương lai của Tô gia này hẳn là tươi sáng lắm đây. Chúc mừng, chúc mừng Tô gia chủ. Thiên Long Điện chính là môn phái tu luyện số 1 trong giới tu luyện, đã hơn trăm năm không sắc phong thánh nữa rồi. Tô tiểu thư có thiên phú hơn người, tin chắc là chẳng mấy chốc thôi là có thể bay lên tiên giới. Sau này Tô gia chắc chắn sẽ trở thành một môn phái tu luyện hàng đầu, giống như Lăng Thiên Kiếm Tông vậy đó. Tô tiểu thư có thể được vị tiên quân của Thiên Long Điện đích thân sắc phong thánh nữ, tương lai của Tô gia vô cùng rộng mở đó. Về sau xin Tô gia chủ chiếu cố nhiều hơn nhé. Đúng, đúng đó, chiếu cố nhiều hơn nhé. Chuyện này tất nhiên rồi. Ba, bọn họ đến rồi kìa. Thanh Thu, đây là chỗ nào chứ? Con đưa cái tên rác rưởi này đến đây làm gì? Ba, anh ấy là chồng con, không phải rác rưởi. Từ lâu đã nghe nói rằng thánh nữ không muốn kết hôn với Lâm Đạo, cho nên đã tìm một tên thầy bói để làm lá chắn. Chẳng lẽ đây là người đó sao? Phim giả tình thật sao? Vô sỉ, cậu ta không phải là rác rưởi thì là gì? Con tranh thủ thời gian, nhanh chóng ly hôn với cậu ta đi. Con là Thiên Kim tiểu thư của Tô gia, là thánh nữ của Thiên Long Điện. Nếu không phải là nhân tài kiệt xuất thì không thể làm chồng con. Còn thằng nhóc cậu nữa, chẳng qua chỉ là một tên thầy bói, thân phận hay địa vị cậu đều không có, làm sao xứng với con gái tôi được? Đúng đó, Trần Bình này, anh căn bản không xứng với chị gái của tôi. Hôm nay anh đến đây bằng danh nghĩa của chị gái tôi cũng đã đủ để anh khoe khoang cả đời rồi. Giờ trải nghiệm đủ rồi, biết điều thì hãy nhanh chóng ly hôn với chị tôi rồi cút đi. Tu sĩ của cả thiên hạ tất cả đều theo lời mời của tôi đến tham gia vạn long yến này. Hôm nay nếu như tôi rời khỏi thì buổi vạn long yến này không thể bắt đầu được rồi. Thật hay giả vậy, chủ nhân của buổi vạn long yến hôm nay không phải là vị tiên quân đã sáng lập ra Thiên Long Điện sao? Đúng là vậy đó, anh chỉ là một kẻ thấp hèn mà thôi. Đừng có ở đây mà mơ mộng viển vông, làm trò cười cho mọi người nữa. Tô Quỳnh Hương, đây là anh rể của cô, chú ý cách nói chuyện và thái độ của cô đi. Anh cũng bớt nói vài câu đi, đây là vạn long yến do Thiên Long Điện tổ chức, chúng ta không thể đắc tội được đâu. Nhìn đi, các vị tu sĩ đã quy tụ về đây ngày hôm nay, có ai mà địa vị và bối cảnh không vượt trội hơn Trần Bình cậu chứ? Một tên thầy bói làm người ta vừa nhìn đã thấy ghê tởm, mau chóng cút khỏi đây cho tôi. Đợi lát nữa vị tiên quân của Thiên Long Điện giá lâm đến hội trường, khắc tên con gái tôi lên tấm bia chấn thần. Nếu vì một con chuột thúi như cậu làm hỏng, làm mất đi cơ hội của Tô gia chúng tôi, thì cậu có 10 cái mạng cũng không bù được. Ba, ba có thể đừng nói nữa được không? Trần Bình, anh căn bản không có tư cách đứng chung một bữa tiệc với chúng tôi. Biết điều thì đi ra cửa quẹo trái,
đi thong thả, không tiễn. Nếu như anh không biết điều, thì tất cả chúng tôi đều rất vui lòng giúp anh. Không sai, hôm nay, các tu sĩ khắp thiên hạ cùng nhau đến dự Vạn Long Yến. Ngoại trừ chúc mừng thánh nữ Tô gia, thì còn để cảm nhận một tia sức mạnh của thiên đạo trong tấm bia chấn thần, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu như có một tên rác rưởi như cậu xuất hiện ở đây, chọc giận tiên quân, phá hỏng cơ duyên của chúng tôi, thì cậu có gánh vác nổi không? Ra ngoài đi. Muốn tôi ra ngoài, không ai trong số mấy người có tư cách đó. Bữa tiệc hôm nay, nếu không có tôi, đừng nói là Tô gia của mấy người, mà cả trăm gia tộc tu luyện ở đây, thì cũng vô dụng thôi. Có hiểu không? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc tôi chính là vị tiên quân của Thiên Long Điện, mà các người vô cùng tôn sùng, vô cùng kính trọng. Trần Bình, lần trước anh giả mạo tiên quân, điện chủ suýt chút nữa đã lấy mạng của anh. Tôi còn tưởng anh có được bài học thì sẽ thông minh hơn, không ngờ bây giờ anh vẫn ngu ngốc như vậy. Đừng nói anh là vị tiên quân của Thiên Long Điện, cho dù anh chỉ là một thành viên của Thiên Long Điện thôi, tôi cũng sẽ nhượng bộ anh ba phần đó. Đáng tiếc, anh chỉ là một tên thầy bói mà thôi. Vì cái sĩ diện hão huyền nực cười của cậu mà lại dám giả mạo tiên quân. Tiểu Thu, con thấy rồi chứ? Đây là người đàn ông mà con đã chọn đó, chỉ biết nói những lời hoang đường. Trần Bình, không thể mạo phạm đến tiên quân, nếu không sẽ rước họa vào thân đó. Thanh Thu, tin anh đi, anh có phải tiên quân hay không, lát nữa sẽ biết thôi. Anh muốn làm gì? Không phải các người muốn thấy được sức mạnh của thiên đạo thông qua tấm bia do tiên quân khắc nên hay sao? Tôi sẽ cho các người xem ngay lập tức. Đồ cặn bã, đó là bảo vật của Thiên Long Điện, làm sao có thể để cậu đến gần dễ dàng được? Trần Bình, tôi thấy anh giả vờ quá trớn rồi đó, vậy mà lại muốn khắc tên lên bia đá luôn sao? Đúng là si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình. Thằng nhóc này chắc là mất trí rồi. Bia chấn thần này, theo truyền thuyết là do tiên quân mang về từ những vì sao xa xôi, được tạo nên từ đá mặt trời cổ đại mà có được. Chỉ có những người quyền thế ngập trời mới được khắc ấn. Nhóc kia, tấm bia chấn thần này chỉ có cửu thiên chân long mới được khắc ấn, không phải những thứ tồn tại muôn đời thì không thể khắc ấn. Quan trọng nhất là không phải là thần tiên thì không được khắc ấn. Các người nói rất đúng, ngoại trừ tôi thì không ai có thể khắc ấn cả. Trần Bình, đừng làm loạn nữa, mau về đây đi. Trần Bình, mau cút về đây. Tấm bia chấn thần này là để cho tiên quân khắc tên con gái tôi, đó là vinh dự của Tô gia chúng tôi. Nếu máu của cậu làm bẩn tấm bia này, chắc chắn sẽ khiến tiên quân không vui. Cậu muốn hủy hoại Tô gia và cơ duyên của con gái tôi sao? Không thể nào. Bia chấn thần là thứ mà một kẻ thấp hèn như anh có thể chạm vào sao? Tất cả các tu sĩ ở đây, bao gồm ba của tôi, thậm chí là điện chủ của Thiên Long Điện, bọn họ đều không dám chạm vào tấm bia chấn thần này. Nếu như bị tấm bia này lấy mạng, thì đó cũng là một sự xúc phạm đến tấm bia này. Mau cút về đây. Tôi không có tư cách sao? Quyền thế ngập trời là tôi, cửu thiên chân long là tôi, trường tồn muôn đời là tôi, tiên quân cũng là tôi. Tấm bia chấn thần này sao tôi lại không thể chạm vào chứ? Thanh Thu, con nhìn đi, đây là người đàn ông mà con không ngần ngại cãi lại ba để bảo vệ đó. Không có bản lĩnh gì cả, chỉ có cái miệng thôi. Anh khoác lác mà không cần suy nghĩ luôn nhỉ? Còn cửu long chân long nữa chứ? Còn cái gì mà tiên quân sao? Tôi thấy lát nữa chạm vào bia thần thì anh sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Phim được dịch, thuyết minh vậy sao? Tiếng tại phim châu Á. Vậy thì mở to mắt của các người ra mà xem cho kỹ. Nhân danh ta, sắc phong Tô Thanh Thu làm thành nữ Thiên Long Điện, cộng hưởng trường sinh, vạn cổ cấp lạc. Tấm bia chấn thần, làm sao có thể? Không phải chứ, Trần Bình lại khắc tên của Tô Thanh Thu lên bia chấn thần. Chẳng lẽ Trần Bình này thật sự là tiên quân sao? Cậu ta chẳng là gì hết. Lâm thiếu gia, không phải anh đang bị thương nặng sao? Sao lại? Lăng Thiên kiếm tông tôi nội công thâm hậu, lão tổ lại là thượng tiên,
mấy vết thương nhỏ không làm khó được tôi. Hóa ra là vậy. Chúc mừng Thanh Thu trở thành thánh nữ của Thiên Long Điện. Cảm ơn Tô Thanh Thu, tiện nhân này. Sau khi có được tiên quả, quả nhiên sức mạnh đã gia tăng đến kỳ cuối trúc cơ, thậm chí còn sở hữu đạo thể tiên thiên. Lô đỉnh này mình nhất định phải có được. Cậu đến đây làm gì? Tôi không nhớ là có mời Lăng Thiên Kiếm Tông đến. Ngu ngốc, sắp trầu trời rồi mà còn không biết bia chấn thần này là tiên quân tự tay chuẩn bị để khắc tên của Thanh Thu. Cậu ỷ vào khả năng điêu khắc của mình, giọng khách át giọng chủ, cậu gây họa lớn rồi. Tiên quân vẫn chưa đến, cậu lại làm bẩn bia thần rồi. Đây là tội tày trời. Cậu chán sống thì cũng đành, còn liên lụy đến Thanh Thu, đẩy Tô ra vào cảnh diệt vong vĩnh viễn. Thôi, xong rồi. Thằng nhóc Trần Bình này đắc tội với tiên quân. Hơn nữa Thanh Thu còn đăng ký kết hôn với cậu ta. Lỡ như tiên quân đổ tội thì chúng ta cũng tiêu đời thôi. Tô Thanh Thu, chị đã thấy chưa? Chị dẫn tên rác rưởi này đến đây, đem về cho Tô gia chúng ta biết bao nhiêu phiền phức. Tôi chính là tiên quân, không việc gì phải sợ. Cậu im đi. Thanh Thu, con mau ly hôn với cậu ta đi, để tránh liên lụy đến Tô gia. Con sẽ không ly hôn với Trần Bình. Bất kể chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ ở với anh ấy. Thanh Thu à, sao con lại không biết điều vậy hả? Cậu ta vốn dĩ không xứng với con. Trần Bình đúng là một tên ăn hại mà, lại khiến Tô gia đang đắc thế giờ lại thất thế. Vậy thì tôi cũng phải tránh xa Tô gia ra một chút, để tránh bị họa vô cớ. Bác Tô, bác đang muốn cắt đứt quan hệ sao? E là không được đâu. Mặc dù Trần Bình và Thanh Thu là vợ chồng giả, nhưng có họa thì đều phải gánh. Cậu có cách nào hay hơn không? Nếu có thể giúp Tô gia vượt qua kiếp nạn này, Tô gia nhất định vô cùng biết ơn cậu. Đúng vậy, Lâm thiếu gia, chúng tôi sẽ biết ơn sâu sắc vì cậu đã giúp. Thực ra tôi có một cách. Trong mắt tiên quân không chứa được hạt cát. Trước khi tiên quân đến đây, hãy mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Trần Bình, cậu có nghe thấy không? Hãy mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Ba, nếu trời có bao phủ tôi sẽ xé bầu trời. Nếu tôi bị đất đè, tôi sẽ đội đất trỗi dậy. Dù là ở vạn giới, tôi vẫn sẽ sống tốt, mãi mãi trường tồn. Mấy cái mạng như con kiến mà bắt tôi quỳ, thật là nực cười. Nếu cậu vẫn không biết điều như vậy, tôi sẽ nhân danh tiên quân lấy mạng cậu, lấy mạng tôi. Lâm đạo cậu không đủ tư cách. Lâm thiếu gia, có Lăng Thiên Kiếm Tông chống lưng, lấy mạng thằng nhóc như cậu dễ như trở bàn tay. Phải đó, Lâm thiếu gia không có tư cách lấy mạng anh. Vậy tôi hỏi anh, ai mới đủ tư cách hả? Tôi không đủ tư cách. Quý vị, cậu ta làm bẩn bia thần, giả mạo tiên quân, ngông cuồng như vậy, có nên lấy mạng không? Tiên quân thân phận cao quý, sao lại để tên này bất kính? Gia tộc Trương gia tôi đồng ý lấy mạng cậu ta. Gia tộc Đàm gia tôi đồng ý lấy mạng cậu ta. Vương gia, Đồng gia, Mục gia, Tăng gia, Hứa gia đồng ý lấy mạng cậu ta. Nhãi danh, cả trăm gia tộc lấy mạng cậu đã đủ chưa? Một lũ kiến. Tôi búng tay cái một. Lấy mạng tôi vẫn chưa đủ tư cách đâu. Nhãi danh đề tiện. Vậy còn chúng tôi thì sao? Đường Khải Văn, tông chủ Vạn Phật Tông. Thượng quan Long Vũ, cung chủ Càn Khôn Cung. Lâm Quốc Thiên, tông chủ Lăng Thiên Kiếm Tông. Ba, chú Đường, chú Thượng quan, mọi người đến rồi. Cung chủ Càn Khôn Cung, Thượng quan Long Vũ, kỳ đầu Kim Đan. Tông chủ Vạn Phật Tông, Đường Khải Văn, kỳ đầu Kim Đan. Tông chủ Lăng Thiên Kiếm Tông, Lâm Quốc Thiên, kỳ đầu Kim Đan. Ôi trời ơi, tam đại tông chủ, đó chính là những người mạnh nhất nhân gian, bên cạnh Thiên Long Điện chủ, bây giờ ba người họ đã đến đây. Nhãi danh thấp kém Trần Bình kỳ này, tiêu đời rồi. Phải, nhất định tiêu đời. Trần Bình, tam đại tông chủ đã đến rồi. Dẫm nát con bọ nhỏ bé như anh, đó không phải là việc quá dễ dàng sao? Một tên thầy bói hôi hám lại có thể mất dưới tay các gia tộc tu luyện và cả tam đại tông chủ, cũng coi như là phúc phần của cậu. Ông, cậu, với lại mấy người muốn lấy mạng tôi vẫn chưa đủ tư cách. Khắp nơi trên thiên hạ, trên trời dưới đất, người có thể lấy mạng tôi vẫn chưa sinh ra đời. Chuyện đã đến nước này còn ra vẻ. Cậu giả mạo tiên quân, làm bẩn tấm bia, lòng dân phẫn nộ, không đáng sống nữa. Nhãi danh,
dám hạ con gái cưng của tôi, tôi sẽ tiến cậu đi theo nó. Nhãi danh, cậu đã hại mất Tiểu Phong, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tay. Mấy người cũng thật to gan. Tham kiến điện chủ. Trần Bình, lần trước điện chủ đã tha cho cậu, lần này cậu không thoát được đâu. Ai bảo anh giả mạo tiên quân, bây giờ không ai cứu được anh đâu. Điện chủ, là cậu ta giả mạo tiên quân, làm bẩn bia thần. Mọi người đang muốn dạy dỗ cậu ta. Điện chủ, nếu ngài muốn lấy mạng Trần Bình, tôi không đồng ý. Tiện nhân, cô bảo vệ được cậu ta sao? Trần Bình hôm nay chắc chắn không thoát được đâu. Điện chủ, Lâm Quốc Thiên tôi cũng không muốn kiếm chuyện ở Vạn Long Yến. Hôm nay tôi đến đây có hai việc. Thứ nhất, bái kiến Thiên Long Điện Tiên Quân. Thứ hai, đòi lại công lý cho con trai tôi. Cậu muốn đòi lại công lý gì? Con trai tôi Lâm Đạo lấy được tiên quả và tiên kiếm, nhưng bị cậu ta dùng thủ đoạn bị ủi cướp mất, làm con tôi bị thương nặng. Còn hai người thì sao? Tôi cũng đến vì hai việc. Thứ nhất là tham kiến tiên quân, thứ hai là lấy mạng Trần Bình, báo thù cho con gái. Tôi đây cũng đến vì điều này. Tiên quân cao quý, tôi không dám xúc phạm, nhưng loại người này hại người cướp của, cực kỳ nham hiểm. Hôm nay, cậu ta phải tiêu đời. Điện chủ, tất cả mọi chuyện đều là thật, tôi có thể làm chứng. Trần Cảnh lúc ở bí cảnh đã hại người cướp của, thủ đoạn độc ác, nhất định phải trừ khử. Điện chủ, Lâm Đạo đang nói sai sự thật. Anh ta mới là tên hại người cướp của, nhưng lại bị Trần Bình chống lại mà thôi. Cô mau im đi. Cô muốn Tô gia phải diệt vong chứ gì? Con nhỏ này, Trần Bình chán sống thì con cứ để nó đi đi. Con quan tâm làm gì? Đầu óc chị có vấn đề hả? Đừng có dính líu đến chúng tôi nữa. Mấy người nhất định phải tiêu diệt Trần Bình sao? Đúng vậy, Trần Bình hôm nay chắc chắn không được thoát. Điện chủ, ngài làm gì vậy? Mấy người có mắt như mù. Trần Bình chính là tổ sư của Thiên Long Điện Chủ, là tiên quân đáng kính của mấy người. Mấy người muốn lấy mạng tổ sư, bộ chán sống hết rồi hả? Trần Bình là tiên quân, không thể nào. Tham kiến tổ sư ra. Trần Bình là tổ sư của Thiên Long Điện sao? Đó là tiên quân mà ngàn vạn tu sĩ kính trọng sao? Anh rể của mình là tiên quân, còn là tổ sư gia của Thiên Long Điện. Vậy sau này mình chẳng phải là có thể ngang ngược rồi sao? Thì ra anh thật sự là tiên quân. Uổng công em lo lắng suốt bấy lâu nay. Thần có mắt không tròng, thần không biết người là tiên quân. Xin tha mạng, đều do tên ngu Lâm Đạo kia. Thần sao dám đối phó tiên quân chứ? Xin tiên quân tha mạng. Đứng dậy đi. Cảm tạ tiên quân. Tôi nói rồi, gặp một người, tôi diệt một người. Gặp hai người, tôi diệt cả hai. Nếu các người gấp gáp muốn xuống mộ vậy, thì tôi sẽ giúp các người. Hãy nhớ báo tên tôi trên đường luân hồi, để miễn phí qua đường. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ tới cậu lại là tổ sư gia của Thiên Long Điện. Như vậy thì sao? Từ tiên giới xuống trần gian sẽ bị giảm công lực. Cậu chỉ là một tàn tiên thôi. Ba tôi và hai người chú kết hợp lại sẽ mạnh nhất nhân giới. Hôm nay sẽ thử một lần diệt tiên. Tàn tiên, thực lực sẽ bị giảm. Diệt tiên, không lượng sức mình. Có tôi ở đây, đừng nghĩ đến việc bất kính với tổ sư gia. Đừng nghĩ đến việc bất kính với tổ sư gia. Muốn lấy mạng Trần Bình, tôi tuyệt đối không cho phép. Điện chủ, ngài quả thực là người mạnh nhất phàm giới. Nhưng nếu ba người bọn ta hợp tác, ngài nghĩ là ngài có thể bảo vệ cậu ta được sao? Hôm nay ta sẽ báo thù cho con gái. Ai cản đánh hết, bổn tọa sẽ luyện hóa Trần Bình cậu. Trong vòng 9981 ngày, giày vò lấy mạng cậu. Các người chán sống sao? Ta là tiên đế,
phải trấn áp tất cả kẻ thù trên thế giới. Mạng của các ngươi chỉ như con kiến, ngọn cỏ ven đường, không biết tự lượng sức mình. Sao lại? Làm sao có thể? Chuyện gì đang xảy ra đây? Một cái búng tay đã phá giải được hết. Anh rể quá đỉnh. Anh rể mạnh thật. Yêu anh rể quá đi mất. Không hổ là con rể mà tôi đã chọn. Quá ngầu. Ba lão già đáng khinh. Thực lực hiện tại của tổ sư gia còn không bằng một phần của lúc mạnh nhất. Nhưng phải nói thật cho các người biết, lấy mạng các người dễ như diệt mũi. Vậy sao? Hai vị còn chần chờ gì nữa? Ra tay nhanh đi. Tên nhóc Trần Bình, chiêu thức của bọn ta là vô địch thiên hạ. Nhanh nộp mạng đi. Không cần. Cách tốt nhất để hủy hoại một người là hủy hoại sự tự tin của hắn. Nếu các người tự tin đến vậy, cứ phá hủy hết thảy là xong. Tên nhóc, cậu sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Phật đạo vô tương, nhất kiếm xương hàn, thập cửu châu, phù chú vạn thiên sát, trận pháp diệt tiên xuất hiện thì không ai có thể đánh bại. Trần Bình, cậu chờ mất mạng đi. Tôi sẽ cướp tiên kiếm của cậu, tiêu diệt luôn người cậu yêu thương nhất, biến cô ta thành lô đỉnh, chiếm đoạt đạo thể tiên thiên của cô ta, lấy mạng cô ta. Làm sao có thể được? Tại sao hắn lại mạnh đến vậy? Hắn không chỉ đỡ được chiêu tất sát của chúng ta, mà còn đánh chúng ta đến trọng thương. Hắn thật sự là tiên. Trần Bình, đồ vô liêm sỉ, lại dám che giấu tu vi. Các ngươi hiện đang ở kỳ kim đan, cảnh giới quá thấp. Đợi đến khi mà dấn thân vào tiên cảnh, thấy ta sẽ giống như côn trùng mà thấy trời cao. Mấy lão tạp nham, bản thân các người nhìn không rõ thực lực của tổ sư gia nhà ta, còn trách tổ sư gia nhà ta sao? Lâm Quốc Thiên, anh gài bẫy tôi. Không phải anh nói tên này là một tên tàn tiên sao? Tàn tiên mà mạnh như vậy sao? Thủ hại con gái, không đội trời chung. Cho nên Thượng Quan Minh Nguyệt, tôi bây giờ sẽ cắt đứt quan hệ với con bé. Xem ra hắn không phải tàn tiên rồi, là tiên thật đó. Chúng ta không thể đánh bại hắn. Chúng ta mau chạy đi. Muốn chạy? Muộn rồi. Ngươi vừa nói rằng đợi ta mất mạng sẽ làm gì với thiên giới của ta, còn làm gì với vợ ta nữa cơ? Nói lại cho ta nghe một lần nữa. Không phải đâu, Trần Bình. Không phải, tiên quân. Thần nói đùa đấy. Ngài tha thứ cho thần được không? Không được. Ta đã nói trong bí cảnh rồi, nếu còn có lần sau, sẽ lấy mạng chó của ngươi. Tên tiểu tử to gan, muốn đánh đệ tử của bổn tiên, không muốn sống nữa sao? Ba, đây là ai vậy? Sao chưa nhìn thấy bao giờ? Ba cũng không biết nữa. Nhưng mà trông có vẻ rất mạnh. Lăng Thiên Kiếm Tông, chuyện nhân đời thứ 88 Lâm Quốc Thiên, bái kiến lão tổ đời thứ nhất. Tham kiến lão tổ. Đứng dậy đi. Tạ ơn lão tổ. Đây chính là người vô địch phàm giới trăm năm trước. 500 năm trước, ông ta phi thăng tiên giới, là thượng tiên trong tiên giới. Thì ra đây là tiên nhân sao? Lão tổ đời thứ nhất của Lăng Thiên Kiếm Tông, mặc dù chỉ có phân thân hạ giới, nhưng trên người tiên khí rất nhiều. Ở phàm giới e là không ai có thể đánh bại. Cầu xin lão tổ báo thù cho con. Trần Bình, ỷ vào mình là tiên quân của Thiên Long Điện, cướp lấy tiên kiếm và tiên quả của con, đánh con trọng thương. Nếu không có người tới, con đã sớm xuống mồ rồi. Thì ra ngươi chính là Trần Bình. Tiên cốt cũng ở trên người ngươi. Bổn tiên là kiếm tiên trong tiên giới, đặc biệt theo lệnh của nữ đế, lấy lại tiên cốt của nữ đế. Là Triệu Ngọc Hân lừa dối tình cảm ta 1000 năm,
cấu kết với chúng tiên phản bội ta, cướp tiên huyết của ta, hủy tiên thể của ta. Bây giờ ngay cả tiên cốt cũng dám đòi sao? To gan. Tên của nữ đế là thứ ngươi có thể gọi sao? Bổn tiên cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là giao ra tiên cốt, quỳ xuống cầu xin, hoặc là hồn phi phách tán. Nhãi danh như cậu, ngay cả tiên cốt của nữ đế cũng dám lấy. Cậu thật sự không muốn sống hả? Nhãi danh Trần Bình, mạng của cậu sẽ được hiến tế cho con gái tôi ở thiên đường. Cậu là tiên quân thì sao chứ? So với nữ đế, cậu cũng chỉ là một con kiến. Hôm nay, cậu tiêu đời chắc rồi. Thanh Thu, đợi cậu ta đi rồi, tôi sẽ biến cô thành lô đỉnh, tước đi sức mạnh của cô, để cô thành đồ chơi của tôi. Thật đáng tiếc, hôm nay các người không ai được thoát cả. Ngông cuồng, chỉ cần một nhát của bổn kiếm tiên cũng có thể khiến ngươi hồn bay phách lạc. Được ra đi trong tay của bổn tiên cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Kiếm tiên sao? Dù có 3 triệu kiếm tiên của tiên giới muốn ép ta cũng vô ích thôi. Ngươi chẳng là cái gì cả, đồ chán sống. Nhất kiếm khai thiên. Tiểu tiên như ngươi được mất trong tay ta chính là điều đáng nhớ nhất trong cuộc đời của ngươi. Tôi có nhìn nhầm không? Sao lại lợi hại quá vậy? Sao có thể như thế? Ngươi không phải là người bình thường. Rốt cuộc ngươi là ai? Mở to mắt của ngươi ra, nhìn xem ta là ai. Ngươi chính là tiên đế của tam giới sao? Ngươi đã biết thân phận của ta thì có mất cũng không hối tiếc. Trần Bình, đừng có mà kiêu ngạo. Ngươi chỉ lấy được một phần thân của ta mà thôi. Lần sau gặp lại, bổn tiên nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Hãy quay về nói Triệu Ngọc Hân biết. Không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ bay lên tiên giới lấy mạng cô ta. Anh là tiên đế sao? Cái gì? Anh rể tôi là tiên đế sao? Con rể tôi là tiên đế? Trời ơi, cậu mà là tiên đế sao? Không thể nào, không thể như thế. Thần lại dám đối đầu với tiên đế. Thần tìm cách trả thù tiên đế. Thần thực sự bị điên rồi. Còn trả thù gì nữa? Bây giờ giữ được mạng còn khó. Tiên đế, xin ngài tha cho thần. Con gái lớn của thần tên Thượng Quan Minh Tuyết, là học trò cưng của Dự Vương yêu tộc. Con bé có một cơ thể chữa lành hiếm có. Nghiêng nước nghiêng thành, thần sẵn lòng gả con bé cho ngài, ở cạnh hầu hạ ngài. Xin hãy tha mạng cho thần. Cái lão già này dám cướp lời của tôi. Tiên đế, thần cũng có một cô con gái, nét đẹp trời phú, mê hoặc lòng người. Thần sẽ tặng nó cho ngài, để nó chăm sóc ngài. Xin ngài tha cho thần. Tiên đế, mặc dù thần không có con gái, nhưng thần sẵn lòng tặng cho ngài tất cả mỹ nữ trên thiên hạ. Thần sẽ làm con chó đi theo ngài, có được không? Tiên đế, thần nguyện làm thú cưỡi cho ngài ngồi lên. Chỉ cần ngài tha cho thần, các ngươi mà cũng xứng sao? Khởi bẩm tiên đế, đã tìm thấy tiên hồn rồi. Ở đâu? Ở yêu giới. Yêu giới sao? Anh thật sự là tiên đế của tam giới sao? Vậy sao anh lại thành ra như thế này? Em có còn nhớ những ký ức lần trước anh cho em xem không? Anh đã bị Triệu Ngọc Hân hại, rơi xuống nhân gian. Bây giờ sức mạnh của anh đã yếu đi. Chỉ khi có được tiên hồn, tiên huyết, tiên cốt, rồi đem tất cả đi luyện, mới có thể quay về vị trí tiên đế. Hóa ra là vậy. Vậy, có phải anh đang tính đi đến yêu giới không? Đúng vậy. Vậy em sẽ đi cùng với anh. Bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Được.
Ở yêu giới, chắc sẽ rất nguy hiểm. Để em chuyển năng lượng cho anh. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Yêu giới. Đây chính là yêu giới sao? Sao lại ảm đạm thế này? Nữ nhân này nhan sắc khuynh thành, thân hình nóng bỏng, có thiên yêu thể, đủ để tăng tốc độ tu luyện lên đáng kể. Nếu có thể dùng phép để song tu nữ nhân này, Lê Thu Tuyết giả yêu sẽ nhận được thiên yêu thể. Giá khởi điểm là 30 triệu linh thạch. Ai ra giá cao hơn thì sẽ có được. Người đẹp như vậy lại còn có thiên yêu thể, chính là báu vật thế gian. Tôi trả 100 triệu, tôi trả 300 triệu, tôi muốn trả 1 tỷ. Chỉ là thiên yêu thể, bổn thiếu vốn không quan tâm. Nhưng mà người đẹp như vậy bổn thiếu lại thấy rất hứng thú. Đây là Lý Dương, thiếu chủ của tộc Thiên Cẩu. Sau khi tiên đế mất, yêu vương Bạch Hổ đã quy phục nữ đế. Sau khi chém 3 vị yêu vương còn lại, trở thành vị trí tôn duy nhất của yêu giới. Hơn nữa tộc Thiên Cẩu này là cánh tay đắc lực của yêu vương Bạch Hổ, là thế lực mạnh nhất ở yêu giới. Anh ta còn có một sở thích, chính là hành hạ các mỹ nhân trên thế gian. Lê Thu Tuyết e là thảm rồi. Lý thiếu chủ có yêu tôn chống lưng, không ai dám đụng đến. Lý thiếu chủ ra giá 1 tỷ, còn ai ra giá cao hơn không? Bổn thiếu chủ đã thích ai? Có ai dám cướp sao? 1 tỷ lần thứ nhất, 1 tỷ lần thứ 2, 1 tỷ lần thứ 3, Lê Thu Tuyết. Đó là ai? 1 tỷ lần thứ 3. Chúc mừng Lý thiếu chủ, đấu giá thành công. Muội ấy là cố nhân của anh ở nhân gian, xem nhau như huynh muội. Mấy tiểu yêu này chán sống rồi. Không hổ là mỹ nhân mà bổn thiếu thích. Đôi chân này, thân hình này chắc sẽ rất tuyệt. Khi được chạm vào đó, mau đi theo bổn thiếu. Bổn thiếu sẽ khiến cô hạnh phúc. Ngươi còn dám đụng vào người muội ấy thì ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể hồi sinh. Đây là ai vậy? Không biết nữa. Chắc là một tên của yêu giới, vô danh tiểu tốt. Điên rồi, một tên tiểu tử vô danh lại dám khiêu khích Lý thiếu gia. Một con bọ xít thôi hám từ đâu ra? Cũng không hỏi thăm xem ta là ai, lại còn dám đe dọa ta. Ngươi là ai? Thiếu chủ của tộc Thiên Cẩu, Lý Dương. Tộc Thiên Cẩu là loại chó gì vậy? Ngươi không muốn sống nữa, muốn gặp Diêm Vương sao? Trần Bình ca ca. Là Trần Bình ca ca sao? Đúng là huynh rồi. Có thể gặp lại huynh thật là tốt quá. Tuyết Nhi, ta sẽ cứu muội ngay. Hóa ra là người đàn ông của tiểu mỹ nhân đây. Cứu cô ta. Ta thấy ngươi còn khó tự bảo vệ bản thân mình. Hôm nay ta không chỉ muốn chạm vào cô ta, còn muốn lột sạch đồ cô ta ngay trước mặt ngươi đấy, để mọi người cùng nhau thưởng thức. Ngươi có thể làm gì được ta? Cởi đi. Vậy hôm nay sẽ là ngày ngươi đi gặp Diêm Vương. Muốn lấy mạng ta, ngươi có tin? Ta chỉ cần dùng một ngón tay, ngươi sẽ tan thành mây khói. Trần Bình, mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này là đi tìm tiên hồn của anh. Vẫn nên hành sự kín đáo chút. Yên tâm, bất kể là ai, anh đều có thể đánh bại. Lần trước cũng có một tên điên cuồng như ngươi đã đi gặp Diêm Vương rồi, lần này chính là ngươi đấy. Trần Bình ca ca, huynh cứ mặc kệ ta, huynh mau đi đi. Bọn họ quyền thế ngất trời, huynh không đấu lại họ đâu. Bây giờ muốn trốn cũng muộn rồi. Người đâu,
bắt tên tiểu tử này lại cho ta. Ta sẽ để cho hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân của hắn bị ta lăng nhục. Tiểu tử, dám đắc tội với thiếu chủ nhà ta, ngươi chỉ có mất mạng mới đền tội được. Ta cầu xin ngươi, đừng làm hại Trần Bình ca ca. Ta đồng ý làm nữ nhân của ngươi, cầu xin ngươi hãy tha cho huynh ấy, ta xin ngươi đấy. Tiễn hắn rồi, ngươi vẫn là người phụ nữ của ta. Ta sẽ thương ngươi nhiều hơn. Tử Vi Tiên Hỏa, ngươi, ngươi là ai? Ta là người ngươi không nên chọc vào. Tuyết Nhi, muội không sao chứ? Tử Vi Tiên Hỏa, tương truyền chỉ có tu tiên ở thượng cổ mới có thể tu luyện ra nó. Đây là Kim Đan Chi Hỏa, chứ không phải Tử Vi Tiên Hỏa. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không tiến bốn con tiểu yêu này nhẹ nhàng như vậy. Tu vi Kim Đan cũng cực kỳ mạnh, nhưng ở trước mặt Tập Thiên Cẩu cũng giống như một con kiến thôi. Tên xấu xa, tu vi Kim Đan thì làm sao dám tiễn người của ta. Hôm nay ta sẽ cho người nếm mùi. Người vẫn nên tự lo cho thân mình. Trần Bình ca ca, chúng ta mau đi thôi. Phía sau Lý Dương chính là Bạch Gia, chúng ta không đánh lại họ đâu. Tuyết Nhi, muội phải hiểu, chạy trốn không thể giải quyết được vấn đề. Vậy phải làm sao đây? Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, phải diệt sạch những ai đe dọa mình cho đến cùng. Tiểu tử, ở yêu giới này, Tộc Thiên Cẩu ta phía sau có yêu tôn, đó là loại tồn tại vô địch. Một tên tiểu tốt vô danh cũng dám diệt người của ta, để ta phải ra tay. Ta phải huy động toàn bộ lực lượng để lấy mạng ngươi. Nói xong chưa? Ngươi có thể đi gặp Diêm Vương rồi đấy. To gan. Là yêu giới chí tôn Bạch Đức, con trai của Bạch Hổ, thế tử của Bạch Gia Bạch Đức. Nữ nhân này vậy mà là đạo thể tiên thiên. Trần Bình ca ca, hắn chính là Bạch Đức, thế tử của Bạch Gia. Bên cạnh hắn chính là cao thủ thân cận, gọi là Cuồng Đao, là một trong 10 đại cao thủ của yêu giới. Người cầm đao này so với lão tổ của Lăng Thiên Kiếm Tông càng lợi hại hơn nhiều. Thế tử, thần đang giao bán người, không ngờ tên tiểu tử này đột nhiên chạy đến làm loạn, còn hại luôn người của thần, còn đánh thần bị thương. Thế tử, người phải làm chủ thay cho thần, dám ở buổi giao bán của Bạch gia ta gây sự trắng trợn như vậy. Tiểu tử kia, người tên là gì? Ta không muốn xử một người vô danh. Đang hỏi ngươi đấy, còn không mau khai tên. Tên của ta, các ngươi không xứng để biết tới. Tên tiểu tử này điên rồi, ngay cả thế tử cũng không để vào mắt. Điên rồi, lần này chắc chắn là điên rồi, tự mình hại mình. Đã rất lâu rồi ta chưa gặp qua tên nào to gan đến vậy. Thú vị đấy. Như vậy đi, bây giờ ngươi quỳ xuống, dập đầu 3 lần cho ta, sau đó đem nữ nhân bên cạnh ngươi dâng hiến cho ta. Ta sẽ cho ngươi toàn mạng. Ngươi dám đánh ta, dám lăng mạ thế tử của ta, ta sẽ cho ngươi đi gặp Diêm Vương ngay. Ngươi có tin không? Người này ra vẻ quá đấy, dám dọa cả thế tử Bạch Đức. Ở khắp yêu giới này không ai dám nói như vậy cả. Tên này điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Tiểu tử, đắc tội với ta thì còn có thể bảo toàn mạng, nhưng đắc tội với thế tử, ngươi, người thân và bằng hữu của ngươi đều phải biến mất hết. Tiểu tử quen, Bạch Đức ta lớn như vậy rồi, chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi sỉ nhục lớn như vậy. Hôm nay không bẻ gãy tứ chi của ngươi, luyện hóa hồn phách khó mà giải hận. Cuồng Đao, có, mau tiễn hắn đi. Rõ, thiếu gia. Toang rồi, tên này sức lực mạnh như thế, còn hơn cả phân thân của lão tổ Lăng Thiên Kiếm Tông. Trần Bình, mau tránh đi. Trần Bình ca ca, mau tránh ra đi. Quỳ xuống. Trần Bình có tu vi gì mà đến Cuồng Đao cũng quỳ xuống trước hắn? Không lẽ hắn là tiên đế?
không ngờ Trần Bình ca ca lại lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là anh ấy thật sự làm được? Sao có thể chứ? Nếu tu vi của hắn cao như vậy, sao ta không biết hắn được chứ? Ngươi đúng là làm ta ngạc nhiên. Nhưng mà phụ hoàng ta là chí tôn của yêu giới, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi mạnh miệng thật đấy. Ta hỏi ngươi, có phải mục đích của ngươi là muốn giao bán Thủ Tuyết không? Đúng thì đã sao? Ta không tin ngươi dám làm gì ta. Nếu ngươi không bị điếc thì chắc cũng nghe hiểu. Phụ hoàng ta là chí tôn yêu giới, nếu ngươi dám lấy mạng ta sẽ bị toàn bộ yêu giới truy sát. Chí tôn mà ta từng lấy mạng nhiều hơn cả sao trên trời, thêm một tên thì có là gì. Có điều ta thấy ngươi tự tin như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lấy mạng ta. Trong vòng 10 phút, ngươi gọi hết những kẻ mạnh nhất đến đây. Nếu có thể làm đứt một cọng tóc của ta, Bạch gia nhà ngươi sẽ lưu danh muôn đời. Được, rất hay. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô lối lại đâm vào. Hôm nay ta sẽ nghiền nát xương cốt của ngươi, cho ngươi biết hậu quả việc đắc tội với bổn thế tử. Phụ hoàng, con của người sắp bị người ta lấy mạng rồi. Cái gì? Ta là chủ của yêu giới, cả yêu giới này đều là của Bạch gia ta. Kẻ nào to gan đến vậy? Hắn ta còn bảo con trong vòng 10 phút phải tập hợp hết những người quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất. Chỉ cần khiến hắn rơi một cọng tóc, Bạch gia ta sẽ được lưu danh muôn đời. Nếu hắn đã ngông cuồng đến vậy, xem ra đã quá lâu bổn vương chưa đại khai sát giới rồi. Phụ hoàng ta sắp đến rồi. Trần Bình, hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại đây. Ta sẽ giữ linh hồn ngươi lại, luyện hóa đủ 81 ngày, giày vò ngươi đến tột cùng. Sau đó sẽ chơi hai người phụ nữ của ngươi, chơi cho chán chê. Đây chính là cái giá phải trả cho việc đắc tội với bổn thế tử. Thế tử, nếu có ngày người chơi chán rồi, vậy người cho thần mượn hai ả đó chơi vài ngày, được không? Không thành vấn đề. Đa tạ thế tử. Hai người các ngươi đừng vui mừng quá sớm. Lỡ như chí tôn cao quý mà các ngươi nhắc đến gặp phải ta liền nghiêng mình cúi đầu dập đầu tạ lỗi thì sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Đó là chí tôn của yêu giới đấy. Nếu ngươi đứng trước mặt ông ấy mà vẫn sống sót được, vậy ta sẽ quỳ xuống sổ tiếng chó cho ngươi nghe. Được, nhớ lấy lời ngươi nói đấy. Đi thôi. Sắp mất mạng đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng. Tiêu rồi, lần này tiêu rồi. Một khi chí tôn yêu giới đến thì ngươi tới số rồi. Tiểu tử, phụ hoàng ta đến rồi. Hôm nay cho dù trời có sập xuống, ngươi cũng không thoát được. Kẻ nào dám làm hại con cưng của ta? Chán sống rồi sao? Bái kiến yêu vương, bái kiến yêu tôn. Bạch hổ, chí tôn yêu giới, đứng dậy đi. Phụ hoàng, cuối cùng người cũng đến. Tiểu tử này không những ra tay với con, lại còn nói người sẽ phải quỳ xuống hành lễ khi thấy hắn nữa. Rõ ràng là không xem Bạch gia ta ra gì. Chà đạp tôn nghiêm của Bạch gia, ta cũng muốn xem hắn là người thế nào. To gan dám xem thường chí tôn ta, chính là hắn. Chí tôn đại nhân, chuyện này do tôi mà ra. Chỉ cần ông có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho huynh ấy, ông muốn ta làm gì cũng được. Cho dù bắt ta đền mạng ta cũng chịu. Không cần cầu xin hắn, thật sự không cần đâu. Vị Bạch thiếu chủ này hận chúng ta tận xương tủy, không thể tha cho chúng ta được đâu. Hơn nữa, trong chuyện này là do bọn họ làm sai trước. Tiện nhân, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Phụ hoàng ta là chí tôn yêu giới, nếu như ngươi có thể tự nguyện dâng đạo thể tiên thiên cho ta, không biết chừng sau khi ta chơi chán ngươi, có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ thấp kém mà cũng mơ tưởng diệt thân trong tam giới này, một khi ta đã muốn mạng của kẻ nào, kẻ đó không thể sống sót rời đi. Bạch hổ, ngươi nhìn cho rõ xem ta là ai.
nhờ có ta điểm hóa. Ngươi mới có hình người đấy, tiểu bạch hổ. Mới 20 năm không gặp, đã kiêu ngạo đến thế rồi. Đến cả ta, ngươi cũng không xem ra gì nữa. Tiên đế, tiểu yêu không dám. Hỗn sự, dám bất kính với yêu tộc đại nhân. Im miệng. Tên điên ngông cuồng, có cha ta ở đây, ngươi vẫn còn ăn nói hàm hồ. Nghịch tử, ngươi nên im miệng là con đó. Phụ hoàng, ngươi đang làm gì vậy? Quỳ xuống xin lỗi mau. Mau dập đầu xin lỗi ngài ấy. Ngươi không đùa với con chứ? Dập đầu xin lỗi mau. Ta không muốn lặp lại lần nữa đâu. Tại sao chứ? Vì ngài ấy là chí tôn của cả tam giới. Tiên đế. Tiên đế sao? Bái kiến tiên đế. Tiểu yêu bạch hổ, tham kiến tiên đế. Hóa ra Trần Bình ca ca là tiên đế. Thảo nào không biết sợ gì cả. Phụ hoàng, người hồ đồ rồi sao? Cho dù hắn là tiên đế chí tôn tam giới thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Phụ hoàng, người mau đứng dậy đi, câm miệng. Con đã sớm nhờ cậy nữ đế, có nữ đế giúp đỡ, lý nào lại sợ một tiên đế hồn bay phách lạc. Hỗn láo, trong lòng ta chỉ có duy nhất một tiên đế, đó chính là Trần Bình. Ta giả vờ quy phục yêu nữ đó là để tích góp sức mạnh, chờ ngày tiên đế quay về. Sao có thể như vậy được? Con gây ra đại họa rồi. Ta quyết định khai trừ con khỏi gia tộc. Tự sinh tự diệt đi. Phụ hoàng, im ngay. Con gây ra họa lớn, giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi. Tiếc là mạng của con trai ông không giữ được đâu. Tiên đế, chuyện này ngươi muốn phản đối sao? Tiểu yêu không dám, tuyệt đối không dám. Phụ hoàng, con trai thần đã phạm một tội ác lớn, phạm tội tày trời, thật sự không đáng sống nữa. Phụ hoàng, người không thể bỏ con được, con là con trai duy nhất của người mà. Phải rồi, xin lỗi. Thần quỳ xuống xin lỗi ngài. Thần sai rồi, thần không dám làm vậy nữa. Xin ngài, hãy tha mạng cho thần. Phụ hoàng, người, lẽ ra con không nên đắc tội với tiên đế. Ta không cứu con được nữa. Đứng đó, tất cả đều tại ngươi, nên con trai ta mới đắc tội với tiên đế. Nếu con trai ta mất mạng, ngươi đi chung với thằng bé đi. Bạch hổ, ta đã bắt ngươi phải lấy mạng con trai mình. Ngươi có ghi hận với ta không? Hận đến mức muốn xé ta ra trăm mảnh. Cho dù ngươi có cho thần 100 lá gan, thần cũng không dám. Con trai thần phạm tội tày trời, mất thì cũng đáng, không cần sống nữa. Cửu vĩ hổ yêu vương, bạch hổ nghe lệnh. Có thần, điều tra tung tích của tiên hồn. Nếu có manh mối, lập tức báo cáo. Tuân lệnh. Con trai, ta nhất định sẽ báo thù cho con. Tiên đế, đợi ta hoàn toàn luyện được ba phần của yêu vương, cũng chính là ngày tàn của ngươi. Khởi bậc tiên đế, có manh mối về tiên hồn. Chỗ này có chút kỳ lạ. Bạch hổ gọi mình đến đây, chắc có ý đồ xấu rồi. Thôi cũng kệ, để ta xem ngươi muốn làm gì. Tiên hồn ở đâu? Bẩm báo tiên đế, đây là báu vật ở yêu giới chúng thần, ngai vàng của yêu thần. Ngai vàng này có thể thu hút sức mạnh linh hồn của đất trời,
theo sự điều tra của thần, tiên hồn đã bị hút vào trong ngai vàng của yêu thần này. Chỉ tiếc là năng lực của thần có hạn, không thể lấy nó ra được, cho nên đành phải nhờ tiên đế tự mình lấy tiên hồn ra rồi. Bên trong ngai vàng của yêu thần này quả thật là có hơi thở của tiên hồn tương đối nồng. Tiên đế ơi tiên đế, cuối cùng người cũng mắc bẫy. Trong ngai vàng của yêu thần này vốn không hề có tiên hồn gì cả, bởi vì tiên hồn đã bị thần lấy luyện từ lâu rồi. Chúc mừng ba nuôi, thượng quan Minh Tuyết, thần quan Càn Khôn sắp hoàn thành đại nghiệp chí lớn. Cũng cảm ơn ba nuôi đã giúp con có thể trả thù cho ba và em gái con. Cô là chị gái sinh đôi của thượng quan Minh Nguyệt, thượng quan Minh Tuyết. Đúng vậy, Trần Bình có thể mất dưới tay của tôi và ba nuôi của tôi là vinh hạnh của anh. Hai người các ngươi thật sự nghĩ có thể gài bẫy bổn đế sao? Trần Bình ơi Trần Bình, đây là đại trận tỏa tiên cổ đại, thời còn đỉnh cao tất nhiên ngươi không sợ gì. Nhưng bây giờ ngươi vừa khôi phục được tiên hồn, tu vi của ngươi còn kém rất nhiều so với thời đỉnh cao. Muốn thoát được, nằm mơ đi. Để tránh người hợp nhất tiên cốt, ta thậm chí phải lấy cả mạng con trai mình. Phim được dịch, thuyết minh và hóa ra tại phim châu Á. Mưu đồ của ngươi là tiên cốt. Ta không chỉ muốn lấy được tiên cốt của ngươi, mà ta còn muốn ngươi bị kẹt ở đây hàng ngàn năm, để ngươi phải chịu đựng nỗi đau thấu tận tâm can trọn đời, mới có thể giải tỏa được hận thù trong lòng ta. Chuyện này thật lấy làm tiếc. Cho dù Triệu Ngọc Hân có tính toán cẩn thận, muốn gài bẫy bổn đế ngàn năm, cũng không thể bắt giam được bổn đế. Các ngươi có thể làm được sao? Không thể nào. Ngươi không có cách nào thoát khỏi trận trói tiên mà ta dày công thiết kế đâu. Muốn đoạt tiên cốt và phong ấn ta vạn năm sao? Nực cười. Anh thật không ngờ, tuy trận trói tiên không có tác dụng với ngươi, nhưng mà tiên hồn ngươi tìm kiếm bấy lâu đang ở chỗ của ta, đã được ta luyện hóa gần xong rồi. Tuy rằng nếu bây giờ ta dùng nó, có thể sẽ không khống chế được nó, nhưng hôm nay ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Thiên hạ đại thế, nghe lệnh của ta, lấy chân khí của ta hợp với thiên địa. Trần Bình, đây là chiêu mạnh nhất của ba nuôi tôi, còn đang lợi dụng tiên hồn của anh nữa. Uy lực của đòn đánh này anh không đỡ nổi đâu. Yêu lôi thập phương, ngoạn lôi, thật ngại quá. Ta là tổ tông của ngươi đấy. Ba nuôi, tiên hồn của Trần Bình, tiên hồn đã hóa thành một linh chi độc lập. Đưa thân thể cho ta, để ta xử lý tiên đế. Một linh chi vừa mới thức tỉnh, cần phải ký sinh trong thân thể khác mới có thể phát huy sức mạnh thật sự của linh hồn. Mơ mộng hão huyền. Muôn hình, muôn vẻ. Hãy để muội muội vì huynh,
khiến huynh vui vẻ nhé. Thuật mê hoặc thấp hèn này cũng dám khoe mẽ trước mặt ta. Tiên đế, người vẫn còn sống sao? Thuyết minh và lồng tiếng tại Kim Châu Á. Bái kiến tiên đế. Đứng dậy đi. Mấy năm nay ba người các ngươi chịu khổ rồi. Hổ ngàn cánh, rắn chín đầu, bướm ngàn cánh. Mạc tướng nguyện vì tiên đế vào sinh ra tử, quyết không do dự. Trần Bình ca ca, anh ở đâu? Không xong rồi. Bầu trời vừa xuất hiện một vết nứt lớn, xuất hiện một bàn tay, bắt Thanh Thu tỷ tỷ đi mất rồi. Người đó tự xưng là nữ đế. Đúng rồi, cô ta còn nói huynh phải đích thân lên tiên giới cứu người, nếu không cô ta sẽ lấy mạng Thanh Thu tỷ tỷ. Triệu Ngọc Hân. Tiên đế, đây rất có thể là cái bẫy của Triệu Ngọc Hân. Đúng vậy, cô ta ở tiên giới, nếu cô ta hạ giới sẽ có nhiều bất tiện, không phải đối thủ của người. Rõ ràng cô ta muốn dụ người lên đó. Đúng vậy, cho dù tiên giới có trăm ngàn cạm bẫy, ta cũng phải cứu Thanh Thu cho bằng được. Thanh Thu, anh đến cứu em đây. Ngươi chính là Triệu Ngọc Hân sao? Ngươi muốn lấy tiên huyết đế châu ở trong người ta sao? Đừng có mơ. Ngọc Giao, ngươi vẫn ngu si như ngày nào. Ta bắt ngươi đến tiên giới chủ yếu là để làm mồi nhử, nhân lúc Trần Bình vẫn chưa lấy lại toàn bộ sức mạnh của hắn, khiến hắn mang theo tiên cốt và tiên hồn đến tiên giới mà thôi. Trần Bình sẽ không đến tiên giới đâu. Trần Bình trọng tình cảm, hắn bỏ lỡ ngươi 1000 năm, ngươi chuyển thế gặp lại hắn, lại bởi vì hắn mà bị bắt đến tiên giới, hắn nhất định sẽ đến. Triệu Ngọc Hân, Thanh Thu, em cố gắng lên nhé, anh đến cứu em đây. Tiên đế, cảnh này có quen không? Triệu Ngọc Hân, mau thả Thanh Thu ra. Được thôi, chỉ cần ngươi giao ra tiên cốt và tiên hồn, ta sẽ lập tức thả cô ta. Trần Bình, không được giao ra. Thanh Thu, nếu ngươi muốn thấy người phụ nữ ngươi yêu bị ta trà đạp như một con chó, thì ngươi có thể giữ lấy tiên cốt và tiên hồn của mình. Ta có rất nhiều thời gian đứng đây với ngươi. Trần Bình, giao tiên cốt và tiên hồn ra đây. Bổn đế sẽ cho phép ngươi và Ngọc Giao đoàn tụ ở Hoàng Tuyền. Được, ta đồng ý. Trần Bình, đừng đồng ý mà. Cho dù anh giao ra tiên cốt và tiên hồn, cô ta cũng sẽ không tha cho em đâu. Ngọc Giao, người đúng thật là vừa thông minh vừa xinh đẹp. Trần Bình ơi, Trần Bình, người vẫn ngu ngốc như thế. Ta biết ngay, người sẽ đỡ nhát kiếm này cho Ngọc Giao. Bây giờ tiên cốt, tiên hồn, tiên huyết, tất cả đều là của ta. Thuyết minh và lồng tiếng tại Kim Châu Á. Chúc mừng nữ đế đoạt được vạn năm tu vi của tiên đế, thống nhất tam giới. Chúc mừng nữ đế thống nhất tam giới. Tiên đế, tu vi vạn năm của ngươi, bổn đế đành nhận lấy vậy. Không được. Tiên đế, tổ sư gia, ngừng hỗn sự đi. Ngươi đang làm phiền nữ đế, chiếm đoạt tu vi vạn năm của Trần Bình đấy. Không được.
Triệu Ngọc Hân, ta nhất định sẽ tiễn người đi. Tiễn ta. Lúc trên đỉnh núi người đã không làm được, hôm nay người càng không làm được. Trần Bình, cho dù em là Ngọc Giao hay là Tô Thanh Thụ, có thể gặp được anh, đó là điều hạnh phúc nhất của em. Anh là anh hùng của em. Nhưng em càng hy vọng anh sẽ là tiên đế của tam giới. Ngọc Giao, bổn đế ra lệnh cho ngươi dừng tay. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Thanh Thu, em đang làm gì vậy? Vạn cổ long đế, bất tử bất diệt, em sẽ lấy tiên huyết đổi lấy anh được. Niết bàn trọng sinh. Trần Bình, em yêu anh, anh cũng yêu em. Thanh Thu, Thanh Thu. Cung Nhanh Tiên Đế đã trở về. Cung Nhanh Tiên Đế trở về. Cung Nhanh Tiên Đế trở về. Vạn Tiên Tôn Thờ, Tiên Đế giành lại quyền kiểm soát tam giới. Tu vi của Trần Bình đã được hồi phục. E rằng lần này tam giới không ai sánh bằng. Không xong rồi. Tu vi của Tiên Đế đã hồi phục. Tam giới này không ai có thể chịu được một đòn của Tiên Đế. Sao lại như vậy? Niết bàn trọng sinh. Không được. Kết cục không thể là như vậy được. Phải là ta đạt được tu vi ngàn năm của Trần Bình, thống nhất tam giới. Trần Bình nên biến mất, vĩnh viễn không thể luân hồi mới phải. Kế hoạch ngàn năm, mưu toan tính kế mọi thứ, dồn hết cả tâm huyết. Kết cục không nên như vậy. Ta không chấp nhận. Triệu Ngọc Hân, ngươi nên đền tội rồi. Ta không chấp nhận. Tiên đế, cô ta muốn tự hủy. Hại đế hậu của ta, ngươi không có tư cách tự hủy. Phải cho ngươi chịu sự giày vò mới có thể khiến ta nguôi giận. Thật đáng sợ. Ngay cả biến mất đi cũng trở thành tham vọng xa vời. Tiên đế, là chúng thần sai rồi. Chúng thần đã bị mụ yêu tinh này mê hoặc lừa gạt. Cầu xin tiên đế tha thứ cho chúng thần. Thiên đạo pháp tắc trói ma tôn để tiêu diệt, thiêu đốt vĩnh viễn không luân hồi. Diệt.
từ hôm nay trở đi, bổn đế sẽ thống trị tam giới và tuyên bố với tam giới, một tháng sau bổn đế sẽ thành hôn với đế hậu. Thành hôn? Nhưng đế hậu đã, nếu thanh thu hồn bay phách lạc, vậy ta sẽ khiến tam giới long trời lở đất. Cho dù có phải trả giá thế nào, ta cũng sẽ khiến nàng ấy sống lại. Nếu trên thế gian này muôn kiếp luân hồi đều không có nàng ấy, ta sẽ tạo ra một thế giới có nàng ấy. Nhân danh tiên đế ta triệu hồi Tô Thanh Thu, ba hồn bảy phách trở về. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Bái kiến tiên đế đế hậu. Chúc tiên đế đế hậu tân hôn đại hỷ, vĩnh kết đồng tâm. Ta cảm giác đây giống như là một giấc mộng vậy. Gả cho chàng, ta thật sự rất hạnh phúc. Ta cũng vậy. Sau này ta chỉ muốn sống hạnh phúc bên nàng, mãi không rời xa nàng. Tam giới là của nàng, quản lý cho tốt nhé. Ta còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Chuyện quan trọng gì chứ? Động phòng hoa trúc.